Chào ông. Ông có phải là ông Lưu không? Đúng vậy. À, tôi là Cao Dương, bạn của Dương Tiểu Tái. À, cô Cao hả? Cái người gì mà tóm lại là không có nhớ tên, nói với cô rồi có phải không? Nói hết với tôi rồi, ông yên tâm. Tốn bao nhiêu tiền cũng không sao hết, nhất định là phải đẳng cấp, phải cao cấp, biết chưa? Tôi không để cô thiệt đâu. Ừ, chúng ta vào trong xem đi. Ờ, đi thôi. Vậy lúc nãy vừa mới vào, đồ vest nhìn không đẹp, chưa nghe qua thương hiệu đó, thậm chí cũng không có logo rõ ràng, còn bán mắc như vậy, mặc lên người ai biết được là bao nhiêu tiền? Không đáng, không đáng. Vậy ông trực tiếp dán cái mạc lên trán ông là được rồi. Cô vừa làm bẩm gì vậy? À, không có, không có. Ông thấy cửa hàng đó được không? Đó là thương hiệu nội y lâu đời, tuy không nổi tiếng lắm nhưng mà rất tinh tế, rất đáng đồng tiền bát gạo. Nếu cô nói mua quần áo không có logo thì tôi miễn cưỡng chấp nhận, nhưng mà ba cái đồ lót mặc ở bên trong á, ai biết được là bao nhiêu tiền? Tốn nhiều tiền làm gì chứ? Sự sạch sẽ chỉnh chu của đàn ông phải từ trong ra ngoài, cho nên cái này cũng rất là cầu kỳ, phải bỏ công bỏ sức ở nơi dễ nhìn thấy nhất và nơi khó nhìn thấy nhất. Nè cô Cao à, cô không thể chỉ vì muốn lấy hoa hồng mà giới thiệu bậy bạ nha. Ông mua cái này đảm bảo là không sai đâu. Cái này tôi không lấy tiền, giới thiệu miễn phí cho ông đó được không? Miễn phí? Lại càng không được. Ai biết cô có lấy tiền hoa hồng từ cửa hàng đó hay không chứ. Bây giờ đồ trong đây cái gì cũng bán mắc hết, tưởng dễ gạt tôi sao? Đi 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 đi, lên lầu coi đi. Mời bên này. Đây chính là phòng VIP của chúng tôi. Ờ. Mời ông xem. Ê, hiệu này được nha. Tôi thấy rất nhiều minh tinh mặc thương hiệu này. Nhớ tiếp đãi khách thật chu đáo. Ừ. À, chào ông, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ông hay không? Ở chỗ này có mẫu mới không? À, xin ông chờ một chút. Ê, người này có phải bạn cô không? Không phải, là khách hàng đó. Cô tìm đâu ra loại khách này vậy chứ? Trời ơi, kiếm tiền đâu có dễ gì. Nói thật đây là lần đầu có người khiến cho tôi cảm thấy mua sắm là một chuyện đáng sợ như vậy. Nè, à, sao vẫn chưa lấy ra vậy? À, thật sự ngại quá, bây giờ tôi sẽ đi lấy liền. Dạ, chờ tôi một chút. Nè, cô nói tới trễ là mấy giờ? Bây giờ tôi vẫn chưa biết, có lẽ là sẽ quá 10 giờ. Cô đang làm gì vậy? Có nhớ nội quy không? Đột nhiên tôi có việc, đang họp với sếp mà. Thôi tôi không nói nữa, tạm biệt. Họp sao? Rõ ràng chỉ là cái cớ thôi. Sao vậy? Đưa người tới mua hàng sao? Đúng vậy, bây giờ là thời gian tan ca mà. Sau khi tan ca, không phải là chuyện gì cũng làm được. Nói vậy là sao chứ? Cô mau quên thiệt đó. Lần trước đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cô mau quên vậy sao? Cô đã nói cho người bạn khách hàng đó chuyện vinh dự của cô chưa? Nếu như lại có người nhà tới khiếu nại cô lừa gạt thì thế nào đây? Khiếu nại cô dụ dỗ mua sắm phung phí như thế nào? Chẳng khác nào là bôi nhọ danh dự của Bách Quá Thần Minh. Chẳng khác nào cô đập bể chén cơm của mọi người rồi. Cô... chén cơm của mình thì mình phải tự giữ, người khác không thể đụng tới được. Danh tiếng Bách Quá Thần Minh này không phải ai muốn bôi đen là bôi đen được đâu. Lý Tổng, anh không có hiểu được đâu. Hiện tại Cao Dương đang cần tiền, đang muốn moi tiền của đại gia, cho nên tôi sợ là... Minh Lạc, gia gia theo cô lâu như vậy, việc đầu tiên cô nên dạy cô ta là phải biết cách tôn trọng đồng nghiệp của mình. Trước mặt của nhiều người như vậy, bàn tán chuyện riêng tư của đồng nghiệp trước tiên là không hề lịch sự. Kể đến, đây không phải văn hóa doanh nghiệp của Bách Quá Thần Minh. Diệp Tổng à, im đi, đừng nói nữa. Thời gian làm việc, khách hàng trên hết. Mọi người trở về vị trí của mình, đi làm việc đi. Dạ, dạ được Lý Tổng. Lý Tổng à, cảm ơn anh. Cao Dương đâu? Cao Dương! Ở đây, ở đây! Tới liền, tới liền. Tới liền. Cô chạy đi đâu vậy? Tôi bỏ tiền ra mướn cô để tôi một mình lựa quần áo sao? Xin lỗi làm ông phải chờ đợi. Ông muốn mua đồ nam có phải không? Đúng vậy. Cô ấy sẽ không đành đồ nam giống như tôi đâu. Hay là vậy đi, để tôi giúp ông chọn. Cậu là nhân viên bán hàng sao? Anh ấy... cũng gần như vậy.
Được rồi, đi thôi. Xin chào. Xin chào. Cô Cao, đây chính là cảm giác có tiền ha. Thái độ của nhân viên bán hàng rất tốt, bởi vậy mới nói phải mặc đồ hiệu. Nếu cô bận ba cái đồ rẻ tiền á thì người ta sẽ không thèm nhìn cô luôn đó. Tôi cho rằng bất kỳ ai tới Bách Hóa Thần Minh này thì đều sẽ được phục vụ giống như nhau thôi. Nè, nhân viên bán hàng như cậu thì biết cái gì chứ. Theo tôi thấy thì vẻ ngoài quan trọng dữ lắm ha. Phía sau có hai người tò tò đi theo, thân phận á tự nhiên sang hẳn lên. Chuyện này á còn hiệu quả hơn mặc đồ hiệu nữa. Cầm nhanh đi. Để tôi. Cậu cũng nhanh thiệt ha. Tới phía trước còn sao? Được. Tính cách như vậy, hai chúng ta đi mua sắm với ông ta thì tiền công cũng phải tăng gấp đôi nữa đó. Hai người làm gì vậy? Nhanh lên đi. À, dạ tới liền, tới liền. Nè 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 nè, để ở đây. À. Còn nữa. Cô Cao à, hôm nay tôi cảm thấy rất hài lòng. Hay lát nữa tan ca cô không cần đón xe về, tôi lái xe đưa cô về. À không cần đâu. Ông là khách quý của Bách Hóa Thần Minh này, ông cứ lái xe về trước đi. Còn cô Cao, cứ để tôi đưa về là được. Cậu cũng có xe nữa hả? Chúng tôi đi trước đây. Được rồi. Dạ, xem ra Cao Dương đã dắt ông đi mua rất nhiều đồ. Mua vui lắm phải không? Đúng vậy. Ủa, cô cũng biết cô Cao sao? Là đồng nghiệp. Người lúc nãy là ai vậy chứ? Bạn trai của cô Cao hả? Ông hỏi người nào? Công việc của các cô một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Nhưng tôi thấy cô ta, cả người cô ta không có gì là đồ rẻ hết. Tôi biết ngay cô gái đó không đơn giản, có đúng không? Chuyện này tôi không biết. Người ta kiếm tiền có cách riêng của người ta, tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Ông nói phải không? Người lúc nãy đúng là rất thú vị đúng không? Lý Tổng à, lại gây phiền phức cho anh rồi. Nhưng mà tôi không hề muốn làm tổn hại tới lợi ích của công ty đâu. Sao lại nói là tổn hại tới công ty chứ? Cô làm vậy là giúp công ty tăng thêm doanh số, tôi phải biểu dương cô mới đúng. Nhưng mà nói đi phải nói lại, sau này gặp phải loại khách giống vậy, tránh xa được bao nhiêu thì sẽ hay bấy nhiêu. Tôi thì không có nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ muốn kiếm chút tiền thôi. Hơn nữa, tôi thấy ông ta cũng không phải là người xấu gì. Có lẽ do khá tự ti, may mắn vì trúng vé số, cảm giác luôn có người muốn lợi dụng ông ta, hoặc là đang xem thường ông ta. Thế cũng đáng thương. Rất đáng thương sao? Tôi cảm thấy cô quá lương thiện rồi. Ông ta có thái độ rất quá đáng, vậy mà cô còn suy nghĩ cho ông ta nữa. Tôi có cảm giác hai chúng tôi hơi giống nhau. Cô giống ông ta sao? Giống ở chỗ nào? Ông ta thì giàu trong một đêm, còn tôi ngược lại. Tuy kết quả hai bên khác nhau, nhưng mà nguyên lý là giống nhau mà. Đó là môi trường sinh hoạt thay đổi 180 độ, cần có một khoảng thời gian mới từ từ thích ứng được. Ông ấy thì chưa làm được. Nói thật tôi cũng chưa làm được. Cao Dương à, cô cần sự giúp đỡ, tại sao lại không nói với tôi? Một chút chuyện nhỏ nhặt nè, làm sao mà làm phiền anh được. Làm thêm, kiếm tiền, tiết kiệm. Vì tôi không muốn sau khi ba tôi trở về không có chỗ ở. Nói tóm lại là hai cha con chúng tôi không thể ở nhà của Nghiêm Lịch được. Cũng phải.
tôi vẫn sẽ nhắc lại câu đó. Sau này có việc gì cứ việc tới tìm tôi. Ừ, cảm ơn anh quan tâm. Tôi không sao đâu. Mệt quá. Ủa, anh vẫn chưa đi ngủ hả? Sao về trễ vậy? Không phải tôi nhắn tin nói với anh rồi sao? Ý của tôi á là cô đã làm gì mà về trễ vậy? Tôi đừng có nhắc nữa mà. Đi chung với khách hàng. Khách hàng? Tôi nhớ cô nói cô họp với sếp. Sao bây giờ lại là khách? Đúng vậy. Trước tiên họp với sếp, sau đó thì đi với khách hàng. Vậy khách hàng mà cô nói chính là Lý Minh Triệt đúng không? Đương nhiên không phải rồi. Khách hàng đó nếu như có được 0.01% phong độ của Lý Minh Triệt thôi thì tôi cũng mừng muốn xỉu rồi. Tôi không nói nữa đâu, tôi mệt lắm rồi, mệt muốn chết luôn. Nè, chính là chị khách hàng này, ngày mai còn phải tiếp tục kiếm thêm chút tiền, đúng là mệt muốn chết luôn đó. Tôi vừa nhận được tin nhà thiết kế Hoa Kiều đã trở về nước. Bên phía Robert đã cho người đi đón, có lẽ cũng sắp tới khách sạn rồi. Cái gì? Sao lại bất ngờ vậy? Sao chúng ta lại không có thông tin gì hết? Bây giờ tôi sẽ tranh thủ tới đó ngay. Không cần đâu, tôi sẽ đi. Mấy lần trước giao đấu với Nghiêm Lịch, chúng ta hoàn toàn lép vế trước họ. Và số bán hàng lại luôn bị Easygo áp đảo. Đúng vậy. Nếu chúng ta được nhà thiết kế này tin tưởng thì cơ hội nắm quyền đại lý DKK sẽ tăng cao. Cho nên lần này chúng ta không được thất bại, nhất định phải tranh thủ trước Nghiêm Lịch. Alo, có chuyện gì vậy? Tôi muốn nói với anh là vị khách hàng ngày hôm qua, ông ta vừa hẹn tôi gặp ở khách sạn Thế Kỷ. Có lẽ hôm nay tôi sẽ về nhà trễ một chút. Là khách hàng sao? Tại sao lại tới khách sạn? Tôi cũng không biết nữa. Nè, điện thoại của tôi sắp hết pin rồi, cho nên tôi gọi điện báo cho anh biết trước. Mất công lúc đó anh lại trách tôi về nhà trễ nữa. Alo. Khoan đã. Chuyện gì vậy? Lý Minh Triệt ở đây, chẳng lẽ gặp khách hàng nào sao? Tại sao lại tới khách sạn? Lý Tổng à, Cao Dương vừa nói cô ấy tới khách sạn đến gặp khách hàng nào vậy? Khách sạn gì chứ? Cảm ơn. Hả?
Chào Robert. Chào. Dạ xin chào. Chào cô. Cho hỏi tôi có thể sạc pin điện thoại ở đây không? Tôi có hẹn với một người ở đây nhưng mà điện thoại hết pin rồi, cho nên không gọi được. Cho hỏi điện thoại của cô thuộc dòng máy nào? Samsung S9 Plus. Dạ được. À, chính là dây sạc này, cảm ơn cô nha. Không có gì. Cao Dương. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt. Điện thoại hết pin thiệt là. Cái cuộn gốc này luôn khiến người ta lo lắng. Alo ông Lưu à. Phải, bây giờ tôi đã đến khách sạn rồi. Tôi đang đợi ông đi. Cái gì? Ông bị bệnh hả? À, được rồi. Phòng 888 đúng không? Giờ tôi sẽ lên đó liền. Cô à, bây giờ tôi muốn lên phòng 888. Điện thoại của tôi để ở đây sạc được không? Dạ được, không có gì. Cảm ơn cô nha. Ừ. Cảm ơn, tôi sẽ quay lại liền. Được. Cuối cùng cũng gọi được. Mau nghe điện thoại đi Cao Dương. Cao Dương nghe điện thoại đi. Tại sao lại không nghe điện thoại vậy chứ? Có chuyện gì? Mau nghe điện thoại đi. Cô Cao tới rồi hả? Sao giờ mới tới vậy? Vào đi, vào đi. Ông không phải là không khỏe sao? Đỡ chút nào chứ? Đỡ hơn rồi. Nè 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 nè. Vào phòng rồi nói. Ông Lưu à, ông buông tay tôi ra đi. Ôi, hôm nay tôi cảm thấy hơi khó chịu. Buông tay ra. Tôi rót ly nước cho ông nha. Được. Nước nè. Để đó đi. Bệnh nặng tới vậy, tôi tìm người đông tới bệnh viện nha. Nè nè nè, không cần không cần. Chỉ cần cô quan tâm một chút là được rồi. Thiệt tình, sao tôi lại vô ý tới vậy chứ? Hôm qua cô đi với tôi suốt cả ngày, sao tôi lại quên mua quà tặng cho cô chứ? Không cần đâu, tôi nhận tấm lòng thôi. Thiệt tình, cô không cần khách sáo đâu mà. Hôm nay ông cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi còn việc phải làm nữa. Nè, cô đừng có đi. Cô thích gì cứ nói với tôi. Giày dép, túi xách, quần áo, hôm nay anh sẽ mua cho em hết ha. Ai là em của ông chứ? Tôi nói ông nghe, nếu không buông tay tôi rỡ mặt đó. Nè, đều là người trong nghề, cô không cần bày trò này đâu nha. Bày trò gì chứ? Buông ra đi. Đã ra ngoài làm việc không phải muốn kiếm tiền sao? Hôm qua mua nhiều đồ như vậy, cô nhận được không ít hoa hồng rồi. Tôi biết, nhưng tôi không quan tâm chuyện đó. Bây giờ em ra giá đi, anh sẽ không để cho em thiệt đâu ha. Ông đúng là cặn bã mà. Ông để dành tiền trị bệnh cho ông đi. Căn bệnh của ông trúng thêm 5 triệu nữa cũng không trị hết đâu. Nè, đã tới rồi giả bộ làm gì chứ? Nha. Muốn đi à. Nghiêm lịch. Buông ra, tôi cảnh cáo ông. Con nhận tiền của người khác sao không nhận tiền của tôi? Con ngủ với người khác sao không ngủ với tôi hả? Cô làm vậy là sao? Cô nè, cô. Ông
là thứ cặn bã xã hội mà. Có tiền rồi con sẽ vất vả khi kiếm tiền. Tôi phải cho Hùng một bài học. Muốn dạy dỗ tôi sao? Buông ra, cứu tôi với. Cứu tôi. Buông ra, cứu tôi với. Cứu tôi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Cô không sao chứ? Đi thôi. Hôm nay đúng là nguy hiểm quá. Nếu nhanh tới trễ chút nữa không biết ra sao nữa. Thật là đáng sợ mà. Giữa đàm phán thương mại bình thường và hẹn hò mờ ám mà cô cũng không phân biệt được. Đúng là đồ ngốc. Tôi nghĩ mỗi một người phụ nữ phải có công cụ phòng thân. Bình xịt hơi cay, tôi phải mua một chai mới được. Anh thấy sao? Cô tự tin vậy sao? Cô nghĩ mình là người sắc à? Bình xịt hơi cay gì chứ? Chắc người xấu sẽ đứng yên xem cô xịt đó. Không biết trời cao đất rộng, cô nghĩ trên đời này ai cũng tốt hết. Sao có thể tùy tiện đi vào phòng của đàn ông như vậy? Chỉ cần là đàn ông muốn làm hại cô giống như giết chết một con kiến. Sao cô lại không có đề phòng vậy chứ? Luôn khiến người ta phải lo lắng. Tại sao sao hôm nay lại tới đó nhanh quá vậy? Theo tôi biết thì công ty của anh cách khách sạn đó xa lắm. Tại tôi ở gần đó, cô may mắn thôi. Anh ở gần đó làm gì? Cô hỏi nhiều để làm gì? Vì tôi có chuyện rất quan trọng. Hả? Có phải tôi làm lỡ gì của anh rồi không? Nè, tôi hỏi nghiêm túc thật đó. Anh mau nói cho tôi biết đi. Có phải tôi làm lỡ chuyện rồi không? Nói không chừng tôi có thể giúp anh đó. Nếu như gì tôi mà làm lỡ chuyện của anh thì trong lòng tôi áy náy lắm. Không liên quan tới cô. Không liên quan sao chứ? Không có nhiều tại sao như vậy. Tôi chỉ tuân thủ pháp luật thôi. Bây giờ cô đang ở nhà tôi, tôi phải có trách nhiệm với cô. Bất ngờ chưa? Yến Nam. Chỉ là Hoàng Yến Nam. Sao em trở về bất ngờ vậy? Lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Cô ấy là ai? Bạn gái anh sao? Anh giới thiệu đi. Cô ấy? Em đừng có giỡn chứ. Đương nhiên là không phải rồi. Anh ấy là anh họ của tôi. Anh họ? Ê, em đừng nghe cô ấy. Cô ấy là con của Cao Trọng Đạt. Dì Yên là bạn thân của mẹ tôi. Tôi đã được dì Yên chăm sóc từ nhỏ tới lớn. Anh là cháu của dì Yên. Xét theo vài vế, tôi phải gọi anh là anh họ mới đúng chứ. Thì ra là như vậy. Nè, cô cũng biết tôi sao? Cô vừa gọi tôi là Hoàng Yến Nam. Không chỉ biết thôi đâu, tôi còn là fan trung thành của chị nữa. Tôi luôn yêu thích những tác phẩm thiết kế của chị. Ngoài ra thương hiệu cá nhân của chị Hoàng Yến Nam chính là thương hiệu mà tôi yêu thích nhất. Tôi không nói giỡn đâu. Ủa, nhưng tại sao chị lại ở đây chứ? Không phải là tôi đang nằm mơ chứ? Không lẽ ở đây có gắn camera ẩn hả? Đang quay cái gì vậy? Thần tượng tới thăm nhà hả? Đấy,
là không đúng. Nhưng mà tại sao chị lại có được mật mã nhà của chúng tôi chứ? Yến Nam là sư muội của tôi. Cái gì? Sư muội hả? Ba của tôi là thầy của anh ấy, nên anh ấy gọi tôi là sư muội. À, bây giờ chúng ta đã là bạn rồi, đừng nói những lời ngưỡng mộ hay sùng bái gì đó nữa, cứ gọi tôi là Yến Nam. Thật vậy sao? Tôi có thể gọi chị là chị Yến Nam sao? À phải, em về nước, tại sao lại không báo trước danh một tiếng? Ai nói là em không báo trước với anh? Không lẽ anh không biết hôm nay nhà thiết kế của DKK sẽ tới sao? Em là nhà thiết kế DKK mời tới sao? Thái độ này là sao? Anh thấy em không đủ tư cách hả? Anh còn dám nói em nữa. Hôm nay em còn tưởng sẽ gặp được anh ở khách sạn, nhưng không ngờ người em gặp lại là Lý gì đó của Bách Quá Thần Minh. Lý Minh Triệt. Đúng, Lý Minh Triệt. Lúc đó anh đột nhiên có việc, nhưng đã sắp xếp cho Tiểu Trần tới đó. Nhưng mà không ngờ lại là em. Ê, em không có gặp Tiểu Trần sao? Có, Tiểu Trần đã đưa em tới chỗ này đó. Anh ta có mật mã của nhà anh, nếu không thì em phải đứng ở bên ngoài đợi anh hơn một tiếng rồi. Lát nữa anh đưa mật mã cho em. Lúc này em hỏi Tiểu Trần rồi. À, được rồi, em khát nước quá, em đi rót nước. À, thiệt tình, nãy giờ lỡ nói chuyện không phát hiện ra. Cái váy của cô bị sao vậy? À, không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngoài ý muốn mà. Không có lễ phép, cô không biết để thay áo hay sao? Ừ. Yến Nam, lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Không phải là thích sạch sẽ hay sao? Không phải luôn giữ khoảng cách đó sao? Tại sao vừa gặp em gái mưa thì quên hết rồi? Dạo gần đây thầy sao rồi? Sức khỏe như thế nào? Sức khỏe ba em rất tốt, ba thường hay nhắc tới anh. Thật ra lúc trước anh còn mong là thầy sẽ về nước nghỉ ngơi, nhưng thầy luôn nói không có thời gian. Không phải thầy đã gần nghỉ hưu sao? Sao còn bận rộn vậy? Anh không hiểu ba sao? Ba không bận, ba sợ làm phiền người bận rộn như anh thôi. Ba em luôn nói với em, anh có tầm nhìn rất tốt, theo kịp thời đại hoàng kim của khoa học, mà bây giờ chính là lúc tốt nhất để anh phát triển sự nghiệp. Ba không muốn anh phân tâm. Trước giờ thầy luôn suy nghĩ cho anh. Khi anh vừa mới ra nước ngoài, chính thầy đã định hướng cho anh, giúp anh tự tin, cho anh niềm tin, đưa anh về nhà. Đối với anh mà nói, cha con em giống như người nhà. Cha con em cũng vậy, từ lâu đã xem anh là người nhà. Còn dì Yên, anh về nước lâu như vậy, anh gặp dì chưa? Không cần thiết. Chuyện của Cao Dương là sao vậy? Ba của Cao Dương phá sản, ông ấy luôn ở nước ngoài gom vốn. Cô ấy không có nhà. Em cũng biết đó, trước đây anh có thể đi nước ngoài cũng nhờ có sự giúp đỡ của ba cô ấy. Như vậy cũng tốt, anh giúp con gái ông ấy, xem như trả lại món nợ ân tình. Như vậy trong lòng anh sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà ba cô ấy khi nào mới về vậy? Anh cũng không biết rõ. Có lẽ sẽ nhanh thôi. Tiểu Trần tới đây đón em. Anh ấy nói đã để hành lý của em ở khách sạn. Anh ấy cũng lái xe của DKK cấp cho em tới đây. Thôi em đi về nha. Để anh đưa em về. Em vừa mới về nước, chắc còn rất mệt. Nghỉ ngơi chút đi. Để em chào tạm biệt Cao Dương đã.
Không cần đâu, chắc cô ấy ngủ rồi. Đi thôi. Sao đi hết trơn rồi? Hai người đó đi đâu chứ? À, Tiểu Trần quên tắt đèn rồi. Hoàn cảnh ở đây cũng được, nhưng mà không như ở nhà. Anh nghĩ thân phận lần này của em hơi đặc biệt đó. Nếu không đã cho em tới nhà của anh. Em cũng có nghĩ tới quan hệ cạnh tranh giữa anh và Lý Minh Triệt. Em sợ người khác nói lung tung. À, anh thấy Tiểu Trần khá là lợi hại. Tìm được khách sạn gần nhà anh như vậy, em có thể tới nhà anh mỗi lúc. Em đặc biệt dặn anh ấy đó, vì mỗi lúc gặp anh là những lúc em có nhiều linh cảm nhất. Trước giờ em theo phong cách thiết kế độc lập, sao lần này lại hợp tác với DKK? Liên kết thương hiệu thôi. Thương hiệu và nhà thiết kế bắt tay với nhau, đây là xu thế tất yếu. Huống hồ gì, định hướng mà DKK đưa ra rất phù hợp với quan điểm của em. Vậy nên... Vậy lần này em chuẩn bị quay trở về nước phát triển hay sao? Nếu là như vậy, anh hết lòng ủng hộ em. Thật ra lần này em trở về, mục đích là sưu tầm. Sưu tầm. Lần này hợp tác với DKK, bọn em muốn lấy phong cách Trung Quốc làm chủ đạo. Anh thấy như thế nào? Em định hỏi ý kiến của anh thật sao? Vì tình hình hiện giờ của chúng ta, nó có hơi... Em quên mất. Anh nghĩ em là người công tư phân minh sao? Em muốn nói trước lời thật thì mất lòng đó. Ấn tượng đầu tiên của em đối với Lý Minh Triệt không tệ. Anh phải cẩn thận một chút. Đây chính là điểm anh ngưỡng mộ ở em. Nếu em thiên vị, đó là sự sỉ nhục đối với anh. Anh và Lý Minh Triệt là đối thủ cạnh tranh. Anh ta không hề yếu, nhưng mà anh nhất định sẽ mạnh hơn anh ta. Thật sự không ngờ nhà thiết kế của DKK lại chính là cô Quang. Cũng may là cô ấy, nếu không đã bị tên Lý Minh Triệt kia hận tay chân. Vậy chúng ta sẽ mệt rồi. Nghiêm tổng, anh hôm nay đã có chuyện gì quan trọng vậy? Tại sao tới khách sạn rồi mà anh lại bỏ đi? Có chuyện bất ngờ. Kỳ lạ thật. Cái tên Lý Minh Triệt đó cũng vậy. Tôi nhìn thấy hôm nay khi anh ta nói chuyện với cô Quang, hình như trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cứ hay nhìn đồng hồ. Anh ta vẫn bỏ rơi Cao Dương đi gặp Hoàng Yến Nam, Ngụy Quân Tử. Lý Minh Triệt và cô Cao có quan hệ gì vậy? Nghiêm tổng ngủ ngon. Về rồi hả? Ừ. Chị Yến Nam đâu? Về khách sạn rồi. Tôi vẫn còn muốn nói chuyện với chị ấy mà. Khó khăn lắm mới gặp được thần tượng. Mới nói mấy câu thì đi mất tiêu rồi. Mất hứng muốn chết. Cô còn tâm trạng nói linh tinh. Có phải bây giờ cô nên giải thích chuyện đã xảy ra hay không? Anh không hỏi được không?
thật ra là như vậy. Tôi chỉ đang nghĩ nếu như ba tôi trở về, cũng không thể làm phiền anh hoài được, cho nên muốn kiếm thêm chút tiền tự lực cánh sinh. Nhưng mà không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Cho dù kiếm tiền cũng không nên khiến mình nguy hiểm. Tôi chợt nghĩ ra một cách. Cô hãy đem quần áo túi xách tới cửa hàng second hand bán hết cho họ, có lẽ sẽ có tiền đó. Cái gì mà kỳ vậy? Anh thông minh như vậy, anh hãy nghĩ cách khác giùm tôi đi. Tôi thật sự có thể chịu khổ được mà. Cô không chịu bán, tôi không giúp cô. Cao Dương, Cao Dương, trả đây. Chào ông, không biết có chuyện gì. Không phải cổ làm việc ở đây sao? Cổ đâu rồi? Dạ xin chào ông, tôi là cửa hàng trưởng. Xin hỏi ông tìm cô ấy có chuyện gì? Hôm đó tôi thấy cô rất thân với cô ta. Hả? Lãnh đạo Bách quá thần minh đâu rồi? Có ai ở đây không vậy? Không tới tôi báo cảnh sát đó. Hả? Xin ông Lưu bình tĩnh, cho hỏi là có chuyện gì? Ồ, cậu không phải là nhân viên bán hàng sao? Cậu không có tư cách nói chuyện, mau gọi sếp ra đi. Nhân viên bán hàng gì chứ? Đây chính là tổng giám đốc của chúng tôi. Tổng giám đốc? Cô Cao Dư đúng là ghê gớm thiệt ha. Hai người có mờ ám gì không vậy? Đừng nói bậy, Lý tổng không có quan hệ gì với cô ta. Tôi khiếu nại cô ta. Cô ta tìm người đánh tôi, tiến hành công kích cá nhân tôi. Tôi kiện cô ta. Ông bình tĩnh lại đi, được không? Nếu thật sự là người bất quá thần minh này làm tổn hại tới ông, thì tôi sẽ không bỏ qua. Ông có chứng cứ gì không? Chứng cứ phải không? Đây, nhìn đi, đây chính là chứng cứ. Cô ta gạt tiền tôi không được nên tìm người đánh tôi. Cậu làm gì vậy? Làm gì? Tôi báo cảnh sát đó. Mời ông này ra ngoài ngay. Cậu chờ đó đi, cậu cứ chờ đi. Anh làm gì vậy? Đâu cần phải giận dữ với loại người đó chứ. Cái gì? Đúng là đê tiện mà. Ông ta còn dám tới khiếu nại hả? Được rồi, không có chuyện gì nữa. Lý tổng á đã đuổi ông ta đi giùm cô rồi. Tôi tới đây nói cho cô biết, sau này cô phải cẩn thận chút ha. Thôi tôi đi nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Nhìn ông ta, tôi muốn đặt thêm cho mấy cái. Hả? Cô và anh ta huề rồi sao? Nói gì vậy hả? Nói bậy không à? Cô coi bộ dạng của cô kìa. Nhưng nhìn mấy tấm hình này không phải là cô yêu đơn phương đâu. Có lẽ Nghiêm Lịch cũng thích cô đó. Không có đâu. Sao mà anh nhìn ra được? Muốn biết không? Theo định nghĩa tâm lý học, khoảng cách giữa hai người với người thể hiện mối quan hệ giữa người với người từ 3m7 tới 7m6 thuộc về khoảng cách cộng đồng, 1m2 tới 2m1 thuộc về khoảng cách xã giao, 0,42m tới 0,72m chính là bình thường, 0,12m tới 0,19m là khoảng cách thân mật. Khoảng cách của cô và Nghiêm Lịch có thể xảy ra đụng chạm da thịt, ma sát tóc tai, thậm chí có thể cảm nhận hơi thở đối phương một cách thật rõ ràng. Cho nên, trong 10mm chính là khoảng cách nhỏ nhất giữa người với người. Nhưng mà khoảng cách nhỏ nhất đó có nghĩa là sao? Đó là tình yêu. Anh muốn nói là Nghiêm Lịch thích tôi hả? Nhưng mà anh ta đâu có tỏ tình với tôi. Với lại điều quan trọng nhất là dù anh ta có tỏ tình với tôi cũng chưa chắc là tôi đồng ý. Cô suy nghĩ một đằng nói một nẻo hay sao? Không phải 12m tới 0,19m là khoảng cách thân mật. Khoảng cách của cô và Nghiêm Lịch đó là tình yêu. Áo sơ mi này rất là hợp với Nghiêm Lịch. Thank you.
Anh muốn nói với em, anh yêu em mất rồi. Kích thước của anh không thay đổi. Em còn nhớ lần đầu tiên em may đồ cho anh, hình như là bài tập mà em phải nộp đúng không? Năm đó có phải anh vừa tới nhà em không? Ừ, anh còn nhớ. Anh đã mặc bộ đồ đó tới trường. Wow, các bạn trong trường ai cũng cười và chọc anh. Hai anh không có bạn gái được luôn. Ê, anh nói gì vậy? Anh không tìm được bạn gái đó là chuyện riêng của anh, liên quan gì tới em chứ? Với lại dù nói gì đi nữa, đó cũng là tấm lòng của em, đúng không? Trời, gần quá vậy. Theo lý luận của Dương Tiểu Tái, rõ ràng đây chính là khoảng cách thân mật mà. Xong rồi. Rồi sao? Còn đứng đó làm gì nữa? À, cô về rồi hả? Nè. Nè, đói bụng rồi phải không? Hôm nay tôi có nấu vài món, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. À, không cần đâu. Tôi đã ăn ở ngoài rồi. Không sao đâu. Ăn vài miếng cũng được. Chờ một chút nha. Đây là gì vậy? Không phải cô nói tiết kiệm hay sao? Tôi mua tặng cho người ta. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Tại sao cô cứ không chịu trưởng thành vậy? Bây giờ cô nói là không cần tôi lo. Hôm qua tôi không nên tới cứu cô, cứ để mặc cô. Tôi không trưởng thành vậy đó. Tôi biết anh nhìn tôi rất là chướng mắt. Bây giờ tôi trở về phòng là được chứ gì. Có chuyện gì thì từ từ nói. Nhưng mà cô ta cứ như vậy khiến anh tức đó. Dù gì cô ấy vẫn còn trẻ, anh không nên nổi giận với cô ấy như vậy. Khoảng cách thân mật gì chứ? Khoảng cách nhỏ nhất gì chứ? Không đúng một chút nào. Cô muốn ra ngoài hả? Cô muốn đi ăn chung với chúng tôi không? À, không cần đâu. Tôi đã ăn rồi. Vậy sao? Thật ra tôi cũng đang có chuyện muốn hỏi cô. Cô xem, có đẹp không? Đây là... là áo sơ mi tôi may cho anh ấy. Mặc dù cái áo này màu xám, nhưng mà vật liệu để may nó là vải thuần cô tông nên sẽ rất mềm mại. Cô nhìn đi. Đứng dưới ánh mặt trời, nó sẽ thể hiện được những đường nét bóng loáng của nó.
Cho dù là lúc đi làm hoặc là lúc nghỉ ngơi đều sẽ rất thích hợp. Nhưng điều quan trọng nhất, khi anh ấy mặc nó sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu. Không phải cô nói cô rất hiểu thời trang sao? Cô là fan của tôi mà. Cô đánh giá giùm tôi thử nha. Rất đẹp. Nó rất đẹp. Ê, cái túi đó là gì vậy? Tôi nhớ đây là thương hiệu thời trang nam chứ không phải là nữ. Tôi mua tặng cho người khác. Là mua cho Lý Minh Triệt. Đúng vậy. Tôi nghe nói anh ấy sắp tham gia tiết mục phỏng vấn, cho nên tôi đã mua nó tặng cho anh ấy. Wow, hai người đã tới giai đoạn tặng quần áo cho nhau rồi hả? Nếu có tin gì vui thì đừng quên nói chúng tôi biết nha. Không phải, không phải. Tại vì hôm đó tôi đang đi dạo, tình cờ đi ngang cửa hàng này cho nên... Trời ơi, tôi chỉ chọc ghẹo cô thôi. Có cô gái nào mà không yêu đương chứ, anh nói phải không? Đúng vậy, yêu đương cũng rất tốt. Cô quen với Lý Minh Triệt thì càng tốt hơn. Như vậy có thể bồi dưỡng tình cảm để anh ta nuôi cô. Dù sao cô cũng nói tôi ra nhiều quy định mà. Vậy thì dọn đi đi, tôi sẽ không giữ cô. Đi thì đi, anh tưởng tôi thích ở nhà lắm hả? Cô... Cao Dương đúng là... Đáng ghét. Cứ tưởng mình cái gì cũng biết hết, thực chất thì anh không biết cái gì hết. Hôm nay em có mua một chút trái cây tươi nên em đã làm salad. Nè, ăn đi. Tối nay anh muốn khống chế ẩm thực một chút. Em ăn trước đi, anh xem tin tức. Xin chào quý khán giả. Bây giờ là bản tin cảnh báo của giới cảnh sát. Gần đây có rất nhiều vụ án cướp giật, đặc biệt nạn nhân thường là những cô gái đi lại một mình. Cảnh sát cảnh báo, phụ nữ tốt nhất đừng nên ra ngoài vào buổi tối. Nếu như thật sự gặp phải cướp, thì nên giao hết tài sản cho chúng. Sau đó nhớ rõ nhận diện của kẻ cướp, rồi tới đồn cảnh sát gần nhất để báo án. Xin nhớ kỹ, an toàn tính mạng của bạn mới là quan trọng nhất. Thời buổi loạn lạc thiệt, phụ nữ ra ngoài một mình rất nguy hiểm. Không sao đâu. Em cũng đâu phải là con nít, sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, anh sẽ bảo vệ em mà, đúng không? Đúng là đồ ngốc mà, lại để quên đồ ở nhà. Anh phải đi tìm cô ấy. Ê, anh tính đi đâu vậy? Em đi với anh. Chờ em với. Em đi với anh. Nghiêm lịch. Kỳ lạ thiệt, rốt cuộc đi đâu chứ? Chúng ta đã tìm ở đây mấy vòng rồi nhưng không nhìn thấy cô ấy. Cứ tìm như vậy cũng không phải là cách. Cô ấy có tới nhà bạn không? Em lấy điện thoại cô ấy ra đi. Đó là điện thoại cũ của anh. Anh có thể dùng đồng tử đi mở khóa. Mau lên đưa anh nhận diện khuôn mặt. Rồi sao nữa? Biết đi. Gọi điện thoại cho Dương Tiểu Tái.
Anh biết bạn của Cao Dương luôn hả? Ngày nào cô ấy cũng nhắc tới Dương Tiểu Tái hết, nói anh tới mòn cái tai luôn rồi nè. Alo, cậu vui vẻ. Alo, anh là Dương Tiểu Tái sao? Đúng vậy, ai đó? Cao Dương bỏ nhà ra đi rồi. Hả? Sao cô ấy bỏ nhà đi chứ? Cao Dương có tới nhà anh không? Không có, cô ấy không có tới. Anh có quen người bạn nào của cô ấy không? Bạn của cô ấy hả? Từ khi nhà của cậu phá sản thì cô ấy không còn bạn gì nữa. Cắt đứt hết rồi. Vậy còn Lý Minh Triệt? À phải rồi, trong công ty ngoại trừ tôi ra thì Lý Tổng là người tốt với cũ. Là phiền anh gọi điện cho Lý Tổng. Tôi biết rồi, biết rồi. Cảm ơn anh. Lúc nãy em chưa kịp nghĩ gì đã nhắc tới Lý Minh Triệt. Chắc là sẽ không sao đâu. Em thấy trong lịch sử cuộc gọi của cô ấy, ngoại trừ Dương Tiểu Tái thì Lý Minh Triệt là người gọi nhiều nhất. Em nghĩ bây giờ tình cảm của họ thân thiết như vậy nên rất có thể họ đang ở bên nhau. Quan trọng nhất là tìm được người. Xem ra bây giờ anh thay đổi nhiều rồi. Trước nay anh chưa từng để ý tới người bên cạnh mình. Anh nghĩ cô ấy sẽ đi chỗ nào? Anh đưa tôi tới một nơi đi. Tới đó tôi sẽ tự xuống xe. Đây chính là dự án của địa ốc Cao Thị. Các dự án này là do tôi toàn quyền phụ trách. Cảm ơn anh tiễn tôi đoạn đường cuối cùng. Ấy, sao anh không nghĩ ra chứ? Diệp Minh Lãng. Alo Minh Lãng. Tiến Tùng. Tôi đã xem kịch bản buổi phỏng vấn của anh rồi. Tôi cảm thấy có vài vấn đề cần sắp xếp lại đó. Tôi đang có việc gấp không tiện nói với cô. Tôi sẽ gọi điện lại sau. Anh có việc gấp, nói chuyện dài câu cũng không được. Chỗ đây là chỗ nào? Anh tới đây làm gì? Chỗ này là dự án cuối cùng của Cao Thị. Anh nhìn thử đi. Công trình này đã bàn giao cho người khác. Nó không còn là của tập đoàn Cao Thị nữa. Chỗ này rất quan trọng đối với cô ấy. Nó rất đặc biệt. Sau khi gia đình họ gặp nạn, cô ấy đã từng tới đây. Chỗ này là dự án cuối cùng của Cao Thị. Chỗ này rất quan trọng đối với cô ấy. Nó rất đặc biệt. Sau khi gia đình họ gặp nạn, cô ấy từng tới đây. Đây chính là cuộc đời của tôi. Mấy giây trước còn nằm trong bình rượu bắt tiền, mấy giây sau đã thành một đống dở dụng không ai ngờ tới. Thật ra tôi đã làm sai chuyện gì? Thật ra tôi đã làm sai cái gì chứ? Đi thôi. Cao Dương không có ở đây. Tại anh quá nghiêm khắc với cô ấy. Nếu anh lo cho cô ấy như vậy thì nên nghĩ xem cô ấy đã đi đâu. Anh chưa từng cố gắng hiểu về cô ấy. Và lúc này anh không nghĩ ra được.
Sao anh không nhớ tới nhà cô ấy chứ? Nghiêm Lịch! Nghiêm Lịch! Nghiêm Lịch! Cao Dương! Ê! Cô có nhìn thấy Cao Dương không? Tôi không thấy. Nhưng sao anh hốt quản vậy? Không có bộ dạng của một quản lý. Sao mà không quản được? Cô ấy mất tích rồi. Tối vậy rồi còn đi đâu được chứ? Xảy ra chuyện gì? Cao Dương bỏ nhà đi rồi. Còn đi nửa đêm nữa, đúng là sốt ruột mà. Ra là vậy. Hèn chi mà anh ấy không lo chuyện của mình. Alo Lý Tổng, tôi đã tìm khắp trung tâm luôn rồi nhưng mà không thấy. Anh nói nhà Cao Dương hả? Tôi nhớ cô ấy từng nhắc với tôi là nó nằm ở khu dân cư nào đó. Đúng rồi, là khu biệt thự Đông Hồ đó. Ờ, được rồi, được rồi. Lý Tổng nói sao? Tìm thấy Cao Dương chưa? Chưa thấy, bây giờ anh ta đang tới nhà Cao Dương. Không được, tôi phải tới xem thử. Nè khoan đã, tôi chở anh đi. Nhìn cái gì, tiện đường thôi mà. Không sao chứ? Không sao. Có lẽ lúc nãy em bị trật chân khi tới chỗ công trường. Khi nào về nhà thì anh xức thuốc cho em nha. Anh xin lỗi. Yên tâm, anh... Sao anh lại nói xin lỗi em chứ? Không cần xa cách vậy đâu. Hơn nữa anh đang lo tìm Cao Dương mà, không phải lỗi tại anh. Anh chú ý lái xe đi. Không sao chứ? Sao em lại chạy tới đây hả? Tôi muốn về nhà. Về nhà. Cao Dương. Thì ra Cao Dương đã tới đây thật. Cũng may còn có Lý Tổng. Nếu đã như vậy rồi, cô ấy cũng không sao. Chúng ta đừng quấy rầy họ nữa. Về nhà thôi. Anh họ, tới rồi sao không xuống xe? Bình Lãng, cô cũng tới sao? Ờ, là như vậy. Tôi gặp Diệp Tổng ở công ty nên cô ấy cho tôi quá giang. Cô Hoàng, chân cô bị sao vậy? À, không sao. Lúc nãy tôi bị trật chân ở công trường. Cao Dương, thì ra cô đang ở đây. Chúng tôi lo cho cô lắm. Cũng may Lý Tổng đi với cô. Nếu không một mình cô ở ngoài đường, như vậy sẽ rất nguy hiểm.
đỡ hơn chưa? Chờ đã. À, đau quá. Chị Yến Nam à, tôi xin lỗi. Hôm nay đã khiến cho chị mệt mỏi rồi. Tôi đi lấy thuốc giảm đau tới, chị uống rồi sẽ không sao nữa. Không cần đâu. Cô đi nghỉ ngơi sớm đi. Lát nữa Nghiêm Lịch sẽ giúp tôi. Nghiêm Lịch có bệnh sạch sẽ. Thôi để tôi làm giùm chị nha. Anh ấy đúng là thích sạch sẽ. Nhưng phải coi đó là người nào. Đau quá à. Đưa đây. Nhẹ tay tôi. Đau à. Đau lắm đó. Nếu như còn thấy đau, tôi đưa cô tới bệnh viện. Đau lắm đó. Em ráng nhịn đi. Chỗ này nhất định phải được xoa bóp. Nếu không mạnh tay sẽ làm nó sưng lên. Sưng thì sẽ rắc rối đó. Anh nhớ nhẹ tay một chút. Anh xức thuốc đi. Ráng nhịn một chút, chịu đựng nha. Như vậy sẽ giảm sưng. Mình đúng là ngu ngốc mà. Người ta chỉ là đang trả ơn thôi. Mà mình còn mong chờ gì chứ. Anh ấy đúng là thích sạch sẽ. Nhưng phải coi đó là người nào. Như vậy chắc là đỡ rồi chứ. Em cử động xem đã đỡ chưa. Sao rồi? Anh và cô ấy lần đầu cãi nhau hả? Cãi nhau lần đầu hồi nào chứ. Cô ấy làm nhà anh lộn xộn hết lên. Anh toàn bị cô ấy chọc tức. Nếu như hai người đã không hợp nhau như vậy thì tại sao còn phải giữ cô ấy nữa? Em cũng biết anh muốn trả lại ân tình cho ba cô ấy. Nhưng mà có rất nhiều biện pháp mà. Anh có thể mướn cho cô ấy một căn nhà. Hoặc là mướn một phòng khách sạn. Như vậy cũng được mà. Em cảm thấy cô ấy nên dọn ra ngoài để được tự do thoải mái. Đúng không? Cô ấy đó, ngây thơ ngốc nghếch, không biết gì hết. Năng lực kiềm chế lại kém, lại cứ hay tài lanh. Ra ngoài thường xuyên bị người ta lừa gạt. Nếu như cô ấy dọn đi thì anh đang tự rước một quả bom nổ chậm cho mình rồi còn gì. Bây giờ để cô ấy ở đây, như vậy anh mới yên tâm. Em cũng hiểu anh mà. Nếu anh đã giúp cô ấy thì phải giúp cho tới cùng. Anh phải cho ba cô ấy một câu trả lời. Bỏ đi, trễ rồi, em về đi. Vậy anh... Khỏi cần tiễn em. Hy vọng là sau này con sẽ không ngu ngốc nữa, không dựa dẫm vào ai nữa. Con nhất định sẽ cố gắng làm việc. Con cũng sẽ giúp ba chuộc lại căn nhà của chúng ta, tìm lại căn nhà của mình, tìm lại hạnh phúc thuộc về chúng ta. Được rồi, ngày mai anh có rảnh không?
Em muốn nhờ anh một chuyện. Chuyện gì? Trợ lý của em vừa mới gọi điện thoại. Cô ấy nói tuần rồi đi leo núi bị gãy chân, có thể 3 tháng nữa không thể đi làm. Anh nhờ phòng nhân sự tuyển người giúp em nha. Anh biết rồi. Em có yêu cầu gì không? Hiểu thiết kế, hiểu gì thời trang. Anh mau tìm giúp em đi. À, đi thôi, ăn cơm đã. Bây giờ không được. Lát nữa anh phải ra ngoài một chuyến. Anh đi đâu? Nghe Tiểu Trần nói gần đây Bách Quá Thần Minh mới ra một đoạn quảng cáo, hiệu quả rất tốt. Anh nghĩ bây giờ người khá vắng cho nên đi xem. Em đi với anh. Dù sao em cũng muốn đi dạo mà. Đúng là thời trang nam có hơi đơn giản một chút, cho nên cần thay đổi vài chỗ. Nếu như có thể thêm thắt một vài chi tiết nhỏ lên đây thì nó sẽ khác ngay. Nhưng mà thiết kế chi tiết á, thì phải dựa vào tố chất và ngoại hình của chồng chị quyết định. Nếu chồng chị chịu tới thì tốt quá. Tôi cũng muốn vậy, nhưng chồng tôi chỉ thích ở nhà. Rất khá đó. Kêu anh ấy đi dạo với tôi giống như là muốn giết chết anh ấy vậy. Mọi thứ đều rất khá đó. À, thật là ngại quá, cậu gì đó ơi. Hả? Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện. Cậu giúp tôi được không? Cậu giúp tôi thử quần áo đi. Thử cảm đồ ơn cậu chị nha. Sao? Thật là ngại quá. Cao Dương, thân hình ông xã tôi gần giống cậu ấy. Cô nhìn xem cái áo vest này nên sửa như thế nào. Cao Dương, chúng tôi chỉ tới đây dạo chơi, không quấy rầy cô làm việc nữa. Đi thôi. Nghiêm tổng cũng có thời gian đi dạo hả? Xem ra công việc của anh cũng không bận rộn cho lắm ha. Chị Di ơi, anh này đã đồng ý để giúp chị thử đồ rồi nè. Cảm ơn cậu nha. Cô thấy nên sửa phần trước của áo vest hay là sửa phía sau vậy? Cô đang làm gì vậy? Anh đã mặc nó lên rồi á, thì giúp đỡ một chút đi mà. Trời đất ơi, cô Hoàng hả? Tôi là fan của cô, tôi rất thích tác phẩm của cô. Sao hôm nay cô tới đây vậy? Anh khách sáo quá rồi. Tôi rất thích tác phẩm của cô đó, cô biết không? Rất nhiều bạn bè của tôi cũng mua trang phục của cô. Lúc trước tôi làm việc ở tạp chí thời trang. Hay là chúng ta chụp chung một tấm đi hả? Nè, qua đây nhanh lên. Trời ơi, mà cô nhỏ quá, đúng là nhỏ thiệt luôn đó nha. Chị à, tôi nghĩ chúng ta sửa nó ôm người một chút, chị cảm thấy thế nào? Vậy... Hay là vậy đi, tôi lấy kim băng gắn lại cho chị xem nha, sau đó chị mới quyết định. Được. Cô đừng có quậy nữa. Xong rồi ha, cảm ơn anh. Ê, chụp thêm một tấm đi, nè, góc này đẹp lắm nè. Ôi trời ơi. Xin lỗi nha Nghiêm tổng, có phải đâm trúng anh rồi không? Nhưng mà anh xem đi, hình như là anh đã mập lên rồi đó. Sao vậy? Dạo này không ăn thịt ức gà và rau hữu cơ nữa hả? Thứ nhất, tôi không hề mập. Thứ hai, cô Nghiêm cẩn thận. Vậy nếu như tôi không cẩn thận thì sao hả? Cô bị cái gì vậy? Sao tự nhiên nổi điên? Anh còn dám hỏi tôi? Đúng là không hiểu nổi mà. Cô đang làm gì vậy? Anh mới đang quậy đó. Cảm ơn anh. Hey, tôi thấy góc này đẹp nên tôi sẽ chụp cho cô một tấm. Được chứ? Wow, nhìn cô rất đẹp. Cao Dương đang làm trò gì vậy? Sao Nghiêm Lịch và Hoàng Yến Nam lại tới đây? Cao Dương, bọn họ ở bên nhau khiến em đau lòng như vậy, khó chịu vậy sao? Ê, cô sao vậy? Sao cô lại giận dỗi? Nói tôi giận dỗi? Anh nói anh tới đây làm gì? Làm gì hả? Ê, nè, cô coi, có phải hình của chúng ta rất đẹp hay không? Chắc nhà thiết kế thường làm như vậy sao? Chị coi, phía sau lưng sẽ có hiệu quả giống như vậy. Còn về phần phía trước á, ở phía ngực trái tôi sẽ thêm một cặp bươm bướm. Gần đây có trend sông Túc sông Phi mà. Cái này cô dùng kem dưỡng da gì vậy? Tránh ra. Cao Dương, cái này là kim kim quần áo, không phải là kim người. Thiết kế không phải là trò chơi. Có đau không? Không sao. Để em lấy xuống nha. Sao mà ghim nhiều vậy? Wow, từ trước tới giờ Ghim tổng tới đây để tuần tra thị sát thôi mà.
Nhưng tôi lần đầu tiên thấy anh làm người mẫu đó. Khoảnh khắc đặc biệt như vậy thì nên chụp hình lại mới được. Tôi... Ê. Nè, Cao Dương em coi, Nghiêm Tổng phá vỡ được hình tượng của anh ta rồi. Trước giờ anh chưa từng thấy Nghiêm Tổng sẽ đi theo phong cách đáng yêu dễ thương như vậy nữa. Có đúng không? Đúng rồi đó. Dễ thương đúng không? Sao hôm nay cô Hoàng lại có thời gian cùng Nghiêm Tổng tới đây vậy hả? Tôi mướn một phòng làm việc trong công ty của Nghiêm Lịch. Nghe thấy anh ấy muốn tới đây nên tôi cũng đi theo thôi. Tôi cũng nghe nói là cô Hoàng đã tìm được phòng làm việc mới rồi. Mấy ngày nay tôi cũng rảnh rỗi nên đang tính tới đó chào cô. Không biết có tiện hay không? Được thôi, anh cứ tới chơi. Thì ra các người quen nhau, nhưng cái áo này rốt cuộc phải sửa như thế nào đây? Cái áo này cô cứ giao lại cho tôi. Bây giờ khu rừng hạnh phúc là sự kiện rất được yêu thích của Bách Quá Thần Bình chúng tôi. Mà cô Cao cũng là một nhà thiết kế rất có tài năng. Giao cho cô ấy, tôi tin là cô ấy sẽ cho cô một câu trả lời hài lòng. Cô cứ yên tâm đi. Lần sau cô tới, cô có thể dẫn theo ông xã tới đây. Như vậy có thể giảm được giá khoảng 20%. Có thật không? Thật mà. Vậy thì tốt quá. Cô có biết một streamer đang rất nổi tiếng trên mạng tên là Quả Ớt Nhỏ hay không? Đương nhiên là tôi biết. Thứ hai tuần sau, cô ấy sẽ tới Bách Quá Thần Minh này cùng với cô Cao Dương đây, là một buổi livestream về khu rừng hạnh phúc của chúng tôi. Tới lúc đó nhớ coi nha. Được thôi, tôi nhất định sẽ xem. Được rồi, cảm ơn cậu. Được rồi, được cả sáu. Cảm ơn. Tiểu Tái à? Có thật không vậy? Tại sao tôi lại không biết? Đương nhiên là thật rồi. Có bất ngờ không? Yên tâm, chúng ta cũng nên về thôi. Tạm biệt. Anh còn đau hả? Cũng đỡ rồi, không sao đâu. Anh lại chọc tức Cao Dương sao? Em thấy lúc nãy là cô ấy cố ý đó. Bộ cô ấy không biết chuyện cô ấy làm có thể bị kiện tội tấn công người khác hay sao? Mỗi người đều có một quá trình học tập khác nhau. Tính ra cô ấy cũng rất giỏi. Em xem sự kiện khu nhà hạnh phúc, nó đã giúp cho Bách Quá Thần Minh có rất nhiều khách hàng. Nếu đã là nhân viên tiêu thụ thì cô ấy nên kiềm chế tính tình của mình lại. Cô ấy tưởng mình còn là đại tiểu thư hay sao? Nhưng tại sao cô ấy lại làm việc ở Thần Minh? Đó là công việc do cô ấy tự tìm. Nói cũng phải, nếu cô ấy tới Ichigo làm việc thì không biết lại xảy ra chuyện gì. Được rồi, vô trong đi. Nghiêm Tổng, tìm tôi hả? Chuyện tìm trợ lý thiết kế tới đâu rồi? Tôi... Tình hình trước mắt thì chưa có ai phù hợp với yêu cầu của cô Quang. Tôi đang hối thúc bộ phận nhân sự. Không cần đâu. Bởi vì theo tôi thấy, Cao Dương rất thích hợp. Tôi đã nói rồi, nên anh sớm mời cô Cao Dương tới đây. Anh không nên để cho cô ấy ở Bách Quá Thần Minh. Định hót bờ đỡ. Lỡ cô ấy làm tệ thì sao? Cứ để cho cô ấy thử trước đi. Nếu như thật sự không được thì lại tìm tiếp. Vậy anh nghĩ tôi nên nhờ người mời cô ấy hay là anh tự mình mời cô ấy? Để tôi nói với cô ấy. Được. Nếu như cô Cao Dương biết được thì nhất định rất vui vẻ. Nè, thông qua buổi khảo sát hôm nay tôi phát hiện tài năng thiết kế của cô cũng tạm tạm.
xem là sao đi. Nếu cô không ghim kim lên tôi mà ghim những người khác thì sẽ thế nào? Tôi ghim người khác làm gì chứ, ghim anh mới sướng tay. Tôi thấy công việc này không thích hợp với cô. Tôi đã tìm cho cô công việc mới. Anh đừng có gài bẫy tôi nữa nha. Tôi là người trả tiền nhà bằng tiền lương đó. Nếu như anh gài bẫy tôi thì tôi không có tiền đóng tiền nhà nữa đâu. Trợ lý của Yến Nam bị gãy chân nên muốn nhờ cô giúp. Chị Yến Nam mà cần tới tôi giúp sao? Ở trong mắt tôi, chị ấy là một người lên được núi đau, xuống được biển lửa. Cô đang nói gì vậy? Không có gì, tôi sẽ suy nghĩ chuyện này. Ê, lúc nãy cô nói cô muốn làm trợ lý cho Hoàng Yến Nam. Đó là ý của Hoàng Yến Nam hay là của Nghiêm Lịch vậy? Tôi cũng không biết nữa. Dù sao cũng là Nghiêm Lịch nói với tôi mà. Vậy chắc là ý của Hoàng Yến Nam rồi. Cô không biết đó thôi. Hôm qua khi cô và Nghiêm Lịch liếc mắt đưa tình với nhau, Hoàng Yến Nam tức giận tới mặt xanh mét luôn. Cũng may tôi hy sinh bản thân của mình ngăn cản cô ta. Nếu không cô làm gì có dịp ghi anh ta như nhiếm chứ. Anh đừng có nói bậy nữa mà. Ai liếc mắt đưa tình với anh ta? Lúc đó tôi đang năm tiểu nhân. Cô đúng là yêu quá biến thành hận luôn. Chơi như đó đủ rồi. Dù gì Nghiêm Lịch cũng là ông chủ lớn, sau lưng anh ta có biết bao nhiêu người. Cô ghim anh ta như vậy là đủ lắm rồi. Anh nói thử coi tôi có nên đi hay không. Còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là phải đi. Hoàng Yến Nam rất có tiếng tăm. Cô làm trợ lý của cổ chẳng khác nào bước chân vào giới thời trang. Cơ hội tốt đó nha. Huống hồ gì chẳng phải cô sẽ tham gia buổi trực tiếp của quả ớt nhỏ sao? Nói thật thì tôi cũng thấy ghen tị lắm đó. Tôi chỉ đang hưởng ké độ nổi tiếng của người ta thôi, chứ có phải bản thân tôi tài giỏi gì đâu. Nè, khi nào phát trực tiếp cho tôi quay với? Để tôi suy nghĩ thử. Anh đừng có nói giỡn nữa. Cao Dương không có kiến thức về thời trang thì làm sao làm trợ lý cho em được chứ. Nhưng mà cô ấy có kinh nghiệm trong việc mua sắm. Về mặt thời trang, anh thấy cô làm rất tốt. Em cứ nhận thử xem, cho cô cơ hội đi có được không? Không được. Thiết kế không phải là chuyện đơn giản như anh nghĩ đâu. Ai trời ơi, nhưng mà... Chị Yến Nam à, từ ngày hôm nay tôi sẽ chính thức là trợ lý của chị. Xin chị chỉ dạy nhiều hơn. Cảm ơn ý tốt của anh. Tôi thật sự không cần cô giúp. Trợ lý của tôi chỉ bị gãy chân thôi. Nhưng bản thảo này cô ấy sẽ sắp xếp giùm tôi. Ý, đây là con nai hả? Tôi rất thích thiết kế về động vật. Tôi có thể giúp chị mà. Cô để xuống đi, cô không hiểu đâu. Cái con nai này đã được Givenchy sử dụng cho bộ sưu tập năm 2015. Còn con bọ rùa này được Casebat sử dụng cho bộ sưu tập năm 2013 và 2014. Còn con ong mật này nữa, nó được Gucci sử dụng vào bộ sưu tập mùa thu năm 2013 và 2016. Còn về con cún mèo này thì được MG dùng trong bộ sưu tập 2014. Còn con thỏ nâu này, Peter Rabbit vẫn còn sử dụng nó cho tới tận bây giờ. Hoa văn da báo xanh đen này, tôi nhớ đã từng nhìn thấy nó trong bộ sưu tập của MC Khách đây. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó nằm cùng với bộ sưu tập hoa văn sừng hươu. Còn có hoa văn viết lá trộn lẫn với màu đỏ và màu xanh lá này nữa. Nó nằm ở trong bộ sưu tập khăn choàng của Salvatore trong năm nay. Còn có hoa văn kết hợp những chi tiết hoạt hình này nữa. Tôi còn nhớ nó được Canvali sử dụng vào 10 năm trước. Và năm 2010, La Fuma cũng đã từng dùng lại nó. Cô có chắc chắn không? Cô đã học chuyện này ở đâu? Tôi không biết rõ ràng về chuyện thiết kế. Nhưng mà thương hiệu nào ra mắt sản phẩm gì vào năm nào thì tôi tuyệt đối sẽ không nhận lầm đâu. Bây giờ em không cần nghi ngờ nữa. Sở trường của cô ấy đó. Để tôi dọn dẹp giùm chị nha. Không cần đâu, tôi làm được rồi. Không sao đâu, tôi không làm cần, cho. Không cần, đừng đụng vào nó. Nó lộn xộn lắm rồi, không cần đâu. Ê, mau dọn dẹp đi, nhanh lên.
Để tôi làm cho. Được rồi, để tôi giúp chị làm cho. Xong rồi, có phải gọn gàng hơn không? Chị Yến Nam, tuy tôi bị gãy chân, nhưng mà thiết kế là dùng tay, không phải dùng chân. Tôi có thể tiếp tục làm việc. Ngược lại cô Cao Dương đó, không hề có đủ năng lực để đảm bảo công việc này. Là Nghiêm Lịch giới thiệu cho tôi không thể từ chối được. Cô cứ nhân cơ hội lần này, từ từ dưỡng thương cho lành đi. Nghiêm Tổng không hiểu công việc của chúng ta là bình thường, nhưng mà thật ra thì tôi cũng rất ngạc nhiên, bởi vì Cao Dương hiểu rất rõ về ngành thời trang. Hơn nữa mấy ngày nữa cô ấy sẽ tham gia buổi livestream để xem cô ấy sẽ làm thế nào. Sau đó tôi mới quyết định cuối cùng. Chị Yến Nam à, cô ta không có làm được đâu. Cô ta chưa từng học thiết kế đàng hoàng. Hơn nữa không hiểu sở thích của chị. Chị Yến Nam à, có phải tôi sẽ bị đuổi việc không? Cô đừng có suy nghĩ lung tung. Mau về nhà đi. Nó hơi thiên về nữ giới, không tác động nhiều tới sản phẩm của nam giới. Đúng vậy, tôi đã nghĩ tới điều này rồi. Phụ nữ đã bỏ tiền mua đồ cho bản thân, chẳng lẽ đàn ông thì không cần? Cho nên anh muốn làm phiên bản dành cho nam giới. Mấy ngày nay anh sẽ cùng em tới các hiệu thời trang nam đem tìm kiếm linh cảm. Nè Cao Dương, em nhìn cái áo này thử coi. Đây chính là mẫu áo sơ mi mới cho ra mắt gần đây. Hơn nữa em coi, nút áo cổ tay được may rất đặc biệt, nên nó rất khác với những mẫu áo khác. Còn cái túi này nữa. Cao Dương em nhìn coi, cái túi này có thể xách tay hoặc là đeo chéo. Đó là mẫu rất được nam giới yêu thích, nó cũng mới ra mắt, bây giờ đang bán rất chạy. Còn cái măng xếp này, nó cũng là mặt hàng bán chạy trong năm nay. Có rất nhiều người mua nó cho chồng của mình. Đơn giản hào phóng nhưng cũng rất tỉ mỉ. Cao Dương, Cao Dương. Hả? Em sao vậy hả? Thưa tất cả các quý khách hàng, còn 10 phút nữa trung tâm sẽ đóng cửa. Xin quý khách hãy chú ý thời gian. Sắp tới giờ tan ca rồi. Anh thấy hôm nay thời gian trôi qua quá nhanh. Vậy chúng ta tranh thủ qua đó tham quan hết trước khi đóng cửa đi. Được. Nè, vậy sau khi tan ca chúng ta cùng nhau đi ăn tối. Có thể vừa ăn vừa bàn việc. Thật là ngại quá, tôi muốn đi nhà vệ sinh một chút. Nè, hình như nhà vệ sinh tầng này đang được sửa chữa. Nè, anh dẫn em đi cầu thang bộ, chúng ta lên tầng trên. Được. Đi thôi. Còn chưa làm xong sao? Em còn phải bận tới khi nào? Ê, anh tới rất đúng lúc. Lúc nãy đi KK mới gọi điện. Bọn họ nói họ rất xem trọng bộ sưu tập này nên muốn ra mắt sớm. Bên phía Robert đã nói nếu như em không có vấn đề gì thì sẽ tổ chức ra mắt sớm. Sớm là khi nào? 3 ngày sau. Cho nên ngày mai chúng ta phải xuất phát.
Anh sao vậy? Anh có việc quan trọng không đi được hả? Anh phải bàn bạc lại với Cao Dương. Xin lỗi, số mấy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Kỳ lạ thiệt. Không phải Dương Tiểu Tái đã nói Cao Dương tăng ca với Lý Minh Triệt sao? Tại sao một người thì tắt máy, một người thì không bắt máy chứ? Tăng ca mà, tắt điện thoại hay tắt chuông là chuyện bình thường thôi. Nói không chừng họ không muốn ai tới quấy rầy họ đâu. Nè, anh nghĩ ngược lại thử xem. Lý Minh Triệt không mở điện thoại như vậy thì có nghĩa anh ta không biết chuyện lễ ra mắt bộ sưu tập. Bây giờ chính là cơ hội tốt đó. Nếu anh không đặt vé thì ngày mai sẽ không kịp. Anh về nhà chờ cô ấy. Tiểu Trần. Dạ. Đặt vé cho tôi. Dạ. Nghiêm Lịch. Đi công tác hả? Không liên quan cô. Anh giận tôi sao? Tại sao tôi phải giận chứ? Tôi không quan tâm cô đã tăng ca hay là đi hẹn hò ở Bách Quá Thường Minh. Tôi không quan tâm cô và Lý Minh Triệt ngủ trên một cái giường rồi bị người ta phát hiện. Loại con gái không biết liêm sỉ giống như cô chẳng liên quan tới tôi. Anh nói nhiều tới như vậy có nghĩa là anh đang giận tôi rồi. Cô nói vậy là sao? Cô không thèm giải thích gì hả? Nhưng lúc nãy anh đã giải thích rõ ràng giùm tôi rồi mà. Năng lực phán đoán suy luận của anh thật sự rất tốt. Cô nhớ cho kỹ, sau này tôi lo cho cô thì tôi không phải Nghiêm Lịch. Nè, thôi anh đừng có giận tôi nữa mà. Nghiêm Lịch. Nghiêm Lịch. Alo. Cái gì? Bỏ chờ giùm tôi nha, cảm ơn. Làm gì vậy? Tôi phải tới sân bay nghe, trễ lắm rồi. Cho tôi đi ké đi. Bác Tài à, làm phiền anh nhanh lên. Cô tới sân bay làm gì? Ê, anh mau lên đi mà, mau lên mau lên. Cô cũng tới anh sao? Có phải đi với Lý Minh Triệt không? Liên quan gì tới Lý Minh Triệt chứ? Là ba tôi đó. Có tin tức của ông ấy rồi, cho nên tôi phải lập tức đi tìm ông ấy. Ủa, nói như vậy là anh cũng đang qua anh hả? Có đúng vậy không? Anh tới đó làm gì? Tôi với Yến Nam đi dự lễ ra mắt. Cái gì? Anh và chị Yến Nam lén lút đi qua anh để du lịch hả? Đi công tác. Vậy chẳng lẽ tôi và Lý Minh Triệt là chơi chứ? Tôi chỉ mới một đêm không về nhà mà thôi, đã vậy còn bị người ta nhốt nữa. Anh có từng bị nhốt hay chưa? Anh đã đi qua đêm bao nhiêu lần rồi chứ? Hơn nữa lúc đi cũng im lìm, không chịu nói với tôi một tiếng nào. Bây giờ còn dám nói là tôi không có liêm sỉ. Anh là đàn ông con trai, chẳng lẽ anh không có lòng tự trọng sao? Lo lái xe đi.
Yến Nam. Châu. Tới rồi hả? Đúng vậy. Cao Dương, sao cô cũng tới đây? Tôi cũng qua anh để tìm ba tôi. Có thật không vậy? Trùng hợp quá. Trùng hợp như vậy thật đó. Tôi vừa nhận được điện thoại nói là đã tìm được địa chỉ của ba tôi bên nước Anh, cho nên tôi đã đặt vé ngay. Ê, không ngờ lại bay cùng chuyến với mọi người. Nếu biết sẽ bị delay lâu như vậy thì tôi cũng không cần hớt ha hớt hải chạy tới. Chúng ta mau tìm chỗ ngồi đi, còn lâu lắm máy bay mới cất cánh mà. Chị Yến Nam à, cùng ngồi chung đi. À, xin lỗi quý khách, xin mời quý khách đưa thông tin với máy bay. Đúng rồi, đi. Tôi quên là tôi đã mua ghế phổ thông. Tại tôi quen rồi nên mới xông vào luôn đó. Chỉ cần đi vé thương gia hoặc có thẻ vàng của công ty chúng tôi đều có thể vào đây. Thẻ vàng? Phải. Lúc trước cô hay ra nước ngoài mua sắm mà. Chắc cô có thẻ vàng hả? Trước giờ toàn là công ty hoặc là trợ lý của tôi đặt vé. Tôi chưa từng đặt vé bao giờ. Tôi cũng không biết họ dùng tài khoản hay là thẻ gì nữa. Cho dù có là thẻ vàng thì tôi cũng đâu có giữ, cho nên tôi cũng không biết. Bỏ đi, tôi ra ngoài ngồi giờ. Có sao không? Không sao. Nè. Ê, chờ một chút. Cô à? Thật ngại quá. Nhờ cô dùng thẻ hội viên của tôi để đổi loại vé cho cô ấy. Được thôi. Cảm ơn anh. Khỏi cảm ơn. Dù sao điểm thưởng cũng sắp hết hạn. Đây, của anh nè. Cảm ơn. Vô trong ngồi trước đi. Đi thôi. Mau lại đây đi. Robert vừa gửi cái này cho em. Xem ra lần này họ rất tích cực đó. Kế hoạch tuyên truyền và hoạt động đều chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ chúng ta tới. Để xem. Wow. Xem ra DKK thực sự rất coi trọng thị trường Trung Quốc. Đặc biệt là sản phẩm hợp tác và lễ ra mắt của em. Họ rất trông chờ đó. Em nghĩ chỉ cần chúng ta phối hợp thật tốt, vậy thì lượng tiêu thụ lần này nhất định sẽ khiến mọi người ngạc nhiên. Thiết kế thì em lo, phân phối quảng cáo anh lo, cùng nhau hợp tác chúng ta nhất định sẽ làm được, anh tin là vậy. Ê, đúng rồi, chị Yến Nam à, buổi lễ ra mắt tổ chức khi nào, diễn ra ở đâu, tôi cũng muốn đi xem thử. Cô nói đi tìm ba mà. Định trước không bằng trùng hợp mà, chỉ cần tôi tìm được ba tôi thì tôi sẽ tới xem. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Được. À đúng rồi, anh nghe tin gì chưa? Thư viện trường học cũ của chúng ta sắp bị dỡ bỏ. Cái gì? Lần này về anh, em muốn tới đó xem thử, nhưng chỉ sợ không xem được. Vậy anh đi chung với em. Suốt 4 năm đại học, ngoài trường nhà em ra thì thư viện đó là nơi anh thường tới nhất. Đi thư viện thì có gì thú vị chứ? Những nơi mà tôi thường xuyên tới chính là khu mua sắm. Đối với tôi mà nói, London chính là một thành phố lịch sử. Harrods, đường Oxford, Bicester đều là nơi tôi thường tới. Mỗi khi tới đó, tôi thấy rất nhiều đồ, đều là đồ thủ công, mang tính nghệ thuật rất là cao. Sao cô khác xa với mấy rít kít mà tôi quen vậy? Ngoài chuyện mua sắm thì cô không còn chuyện gì để làm hay sao? Tôi đã nói là lúc trước rồi mà. Lúc trước tôi chỉ biết mấy chuyện đó mà thôi. Từ nhỏ dì Yên dạy tôi như vậy. Dì ấy nói, cuộc đời con người chỉ có mấy chục năm, qua tàn rồi lại nở, nhưng mà người thì không thể. Chính vì vậy, nhất định phải sống thoải mái, sống thật vui vẻ, như vậy mới là điều quan trọng. Còn về chuyện kinh doanh gia sản gì đó thì có thể tìm người quản lý thay. Như vậy càng khoa học, càng tốt cho công ty. Trong lúc còn sống mà không biết trân trọng những gì tốt đẹp thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Bà ấy dạy cô như vậy thật sao? Sao vậy? Không có gì.
Con học hành kiểu như vậy đó hả? Hả? Được nhiêu đây điểm mà cũng đem về nhà. Con giơ tay lên đi. Mau giơ tay ra. Ai kêu con không nghe lời? Ai kêu con không cố gắng? Con tưởng gì muốn đánh con sao? Con chỉ biết ham chơi, chỉ biết la cà. Nếu như con không muốn cả đời này cứ nghèo khổ, cứ bị người ta chế chịu, chà đạp dưới chân thì con nên cố gắng một chút. Dì nói cho con biết nghiêm lịch. Nếu lần sau con còn mang số điểm này về nhà thì dì sẽ không tha cho con đâu. Dì nhất định sẽ đánh chết con. Dì nhất định sẽ đánh chết con. Đúng là tức quá mà. Lúc nãy nghe Cao Dương nói như vậy, em thấy tình cảm giữa cô ấy và dì Yên thực sự rất thân thiết. Cô ấy nhây lắm, dễ làm quen. Nhưng dì Yên mà cô ấy nói lại khác với người dì trong trí nhớ của anh. Em nghe anh nói dì của anh không phải là một người rất nghiêm khắc hay sao? Sao dì ấy cũng có lúc hiền lành như vậy chứ? Vì duy trì cuộc sống giàu có của bà ấy, xem ra tiêu chuẩn của bà ấy vẫn luôn thay đổi. Ba em vừa nghe nói anh trở về thì đã khăng khăng đợi tới đây trước anh rồi. Khó khăn lắm em mới khuyên được ông ấy ở nhà. Nhưng mà ông ấy có kêu xe. Đi thôi. Đã làm phiền thầy rồi. Chúng ta là người nhà đừng có khách sáo. Ba em đã dọn phòng cho anh luôn rồi. Ông ấy muốn anh ở trong nhà giống như là lúc trước. Còn cô đi đâu? Tôi tìm đại cái khách sạn nào cũng được mà. Đi thôi. Cô ấy ở nước ngoài một mình khiến anh không thể nào yên tâm được. Hay là anh tìm khách sạn ở chung với cô ấy, tìm nơi gần nhà em cũng được mà. Không cần phiền phức vậy đâu. Dù sao nhà em cũng rộng rãi. Kêu cô ấy đi chung đi. Như vậy có được không? Có gì mà không được chứ. Xe tới rồi, đi thôi. Mau lên. Đi thôi. Cờ hay. Ở trong lòng con, Yến Nam chỉ là bạn. Với con thì hai người đều là người thân. Ăn trái cây đi. Ba ăn cam đi. Được ăn trái cây. Ủa, con mới xuống ăn hả? Ăn chung đi. Wow. Nè, chỗ nào? Chỗ này. Được, nghe lời con gái. Chỗ này. Họ muốn ngồi chơi cờ tới bao giờ đi? Tôi thấy họ ngồi chơi lâu lắm rồi đó. Hai người họ là kỳ phùng địch thủ đó. Chỉ khi nào gặp đối thủ ngang tài ngang sức mới mê tới như vậy. À phải rồi. Đã có hàng mẫu cho buổi ra mắt ngày mai rồi đó. Cô có muốn coi trước không? Cũng được. Cô nhớ con bướm này không? Cái này là con bướm mà Nghiêm Lịch đã chụp. Đúng vậy.
Tôi muốn đặt tên cho nó là bộ sưu tập Diêm Hoàng. Cô thấy có được không? Diêm Hoàng, nghe hay lắm đó. Rất hay, rất có phong thái cổ điển, rất thích hợp. Thật ra tôi chỉ là muốn mượn danh hiệu này để nói lời cảm ơn Nghiêm Lịch. Nếu không phải anh ấy cho tôi ý tưởng thì tôi cũng không thể hoàn thành thiết kế nhanh như vậy được. Nếu anh ấy biết cho chị nhiều ý tưởng như vậy, nhất định vui mừng lắm. Nhưng cô cũng biết đó, anh ấy là một người rất ít nói. Cho dù anh ấy rất vui cũng không nói ra đâu. Vậy thì nói thẳng với anh ấy đi. Tất nhiên, nếu như anh ấy không tự mình phát hiện, ngày mai tôi sẽ chính miệng nói với anh ấy trong buổi lễ. Anh không chơi với em gái mơ của anh mà lên đây làm gì? Cô chạy lặn lội đường xa tới đây, vậy mà trong đầu chẳng còn chứa đầy thứ gì đâu không? Anh chính là loại người có thu hoạch phong phú trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu mà, còn đối xử cay nghiệt với tôi quá làm gì? Cô đang nói bậy bạ gì vậy? Lẽ nào trước giờ anh không có coi Weibo hả? Anh Nghiêm Lịch, mạng xã hội. Xin chào, lâu rồi không gặp. Xin chào. Xin chào, xin chào, cảm ơn hai người. Xin chào, mời vào trong. Xin chào. Xin chào, cảm ơn nha, mời đi lối này. Lâu quá không gặp. Mời vào trong, mời vào trong, cảm ơn. Nè, anh còn đứng đây làm gì? Vào trong đi. Anh đứng đây chờ Cao Dương. Cổ muốn chúc mừng cho nên đi mua quà để tặng cho em. Bộ sưu tập Diêm Hoàng tên cũng hay thiệt. Giờ tôi học xong thiết kế, tôi cũng... Alo. Cô chính là Cao Dương hả? Tôi vừa đọc email của cô, tôi đã tìm được tin tức của người mà cô cần tìm rồi. À phải, bây giờ ba tôi đang ở đâu? Cuộc gọi cuối cùng của ba cô là địa chỉ nhà thuộc phố Wisteria ở Hilltown. Chủ nhà tên là Sophia. Sophia? Dựa theo những thông tin của người môi giới địa ốc thì chủ nhà đã giao bán nhà và sẽ dọn đi ngay. Được rồi, tôi sẽ tới Hilltown nghe, cảm ơn anh nha. Nghiêm tổng, sao cậu đứng đây một mình không vào đi? Sao vậy? Chủ động làm người đón khách giùm cô Hoàng sao? Sao không thấy Cao Dương vậy? Cao Dương không phải nhân viên của anh sao? Lý tổng có quan hệ mật thiết với nhân viên của mình lắm mà. Sao anh còn hỏi tôi? Lần này Cao Dương tới lượt đôn quá đột xuất, không có nói chuyện này với tôi, nên tôi mới hỏi anh. Nghiêm tổng và Lý tổng sao còn đứng trước cổng về? Hai người đang chờ tôi hả? Nhân vật chính vẫn chưa tới, sao chúng tôi dám tiên khách hậu chủ chứ? Hai người vô trong trước đi, tôi còn chờ bạn. Ừ, đi thôi. Alo.
Cao Dương, sao cô còn chưa tới nữa? Xin lỗi nha, tôi vừa biết được địa chỉ của ba tôi nên tôi phải tới đó liền. Vì gấp quá cho nên tôi chưa có báo với anh. Cô nói cái gì? Bên chỗ cô tín hiệu không được tốt. Rốt cuộc đang đi đâu vậy? Tôi đang tới số 28 thị trấn Wisteria ở Hilltown. Tôi nghe không rõ lắm, cô nói lại đi. Là Hilltown. Alo. 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 Sao lại bị mất sóng rồi? Nè, lễ ra mắt sắp bắt đầu rồi, anh vào đi. Vào trong đi, mau lên. Xin chào mọi người, tôi là Hoàng Yến Nam. Tôi rất vui khi mọi người đã tới đây để tham dự lễ ra mắt sản phẩm hợp tác đầu tiên của tôi với DKK. Thật ra tôi rất thích bướm bướm, bởi vì ở trong văn hóa của Trung Quốc, bướm bướm luôn là biểu tượng của tình yêu và sự hạnh phúc mỹ mãn. Ở trong thời gian thời cổ đại xa xưa, dễ thường hay nói rằng đôi bướm bay cùng nhau là thể hiện cho tự do trong tình yêu. Vào thời kỳ Lương Chúc, nó đã trở thành hình tượng điển hình. Tôi tin là các bạn đang có mặt ở đây chắc không còn xa lạ với câu chuyện tình yêu của Lương Chúc, bởi vì câu chuyện này là chuyện tình Romeo và Juliet của Trung Quốc chúng tôi. Tuyệt vời, đúng rồi. Hơn nữa, bộ sưu tập này đã được tôi đặt cho nó một cái tên mà tôi cảm thấy rất có ý nghĩa, gọi là bộ sưu tập Diêm Hoàng. Lúc đó khi chúng tôi cùng nhau sáng tạo, thật ra chúng tôi có chụp một bức hình mà mọi người có thể nhìn thấy trên bức tường bên phải. Trong ảnh nền phía sau có hai bàn tay đang chéo cùng nhau tạo thành hình con bướm. Bay lên, bay lên nào. Chờ một chút, chờ một chút. Xin lại, xin lại. Tôi cũng muốn mượn bộ sưu tập này để thể hiện sự cảm ơn với một người bạn của tôi, bởi vì những linh cảm thiết kế của tôi đều bắt nguồn từ tác phẩm nhiếp ảnh của anh ấy. Tôi nghĩ tác phẩm này có thể xem là kết tinh tâm huyết của hai chúng tôi. Chúc mừng Nghiêm Tổng, trước khi nhận được quyền làm đại diện còn nhận được cả tình yêu nữa. Anh thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Lẽ nào đây chính là lý do Ichigo các anh tin mình nắm chắc chiến thắng trong tay sao? Tôi với Yến Nam chỉ có tình cảm anh em, còn mối quan hệ khác thì không bao giờ có. Vậy sao? Xin được hỏi người bạn đó là ai vậy? Tên của bộ sưu tập liên quan có liên quan gì tới người đó không? Có phải là kết hợp giữa chữ Nghiêm và chữ Hoàng hay không? Các bạn ký giả hôm nay đặt nhiều câu hỏi hay lắm. Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc chúng tôi, Diêm Hoàng là đại diện cho con cháu Diêm Hoàng, cũng là người Trung Quốc chúng tôi tự xưng bản thân mình. Tôi cảm thấy điều này là một sự trùng hợp tốt đẹp. Người bạn này của tôi là người Trung Quốc, anh ấy mang họ Nghiêm. Tôi nghĩ hôm nay hãy
Hãy để cho tôi giữ lại chút cảm giác thần bí tôi này. Tôi cũng không biết anh ta đi đâu. Tôi sẽ không công bố anh ấy là ai. Bởi vì tôi vẫn hy vọng mọi người có thể dồn sự chú ý. Trường học cũng không có gì thay đổi. Nhưng anh có phát hiện không? Ông giáo sư Richard đó đã mập hơn trước nhiều rồi. Ờ, phải đó. Lớn tuổi vậy rồi còn ăn nhiều quá chừng. Alo, cô đang ở đâu? Không phải cô nói là có chuyện bận sao? Sao lại đi tới cầu London? Chừng nào cô xong gọi cho tôi. Đưa cô ấy tới cầu London thật sao? Lý Tổng đúng là một người lãng mạn. Em nói gì vậy? Em có nói gì đâu. Hai người họ đã có tình cảm với nhau lâu lắm rồi. Không phải bây giờ anh mới biết chứ. Cho dù Lý Minh Triệt có tỏ tình thật, cũng đâu có gì lạ. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện của họ nữa. Nghiêm Lịch, thật ra chúng ta cũng biết nhau lâu rồi. Có những chuyện em rất muốn được nói với anh. Nào, anh xin lỗi, có gì mà nói sao nha. Anh muốn đưa tôi đi đâu vậy? Lý Minh Triệt tỏ tình với tôi rồi. Có phải vì anh biết chuyện này nên cố tình tới đây ngăn cản hay không? Chắc là tôi nghĩ quá nhiều rồi. Tôi đã biết rõ người anh yêu là chị Yến Nam. Vậy mà tôi vẫn còn nuôi hy vọng diễn dông. Ngay cả lúc Lý Minh Triệt tỏ tình với tôi, mà trong đầu của tôi toàn nghĩ tới anh thôi. Rồi anh đột nhiên xuất hiện dẫn tôi rời đi. Tôi tưởng là anh tới ngăn cản.世界。
Về rồi sao? À, nhất định không thể để Nghiêm Lịch nhìn thấy, nếu không lại bắt mình trả hàng. Mình phải chuẩn bị cho điều bất ngờ sắp tới. Bữa nay mua ít quá vậy? Sao anh về sớm quá vậy? Không có đâu. Con gái thường phải chuẩn bị thêm một số vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Em không có mua lung tung. Hơn nữa em còn so sánh giá rất nhiều nơi rồi mới mua về. Anh thấy vật dụng thường ngày của em nhiều lắm rồi mà. Không có nhiều đâu. Đa số em đều mua trên Easygo hết đó. Phù sa không trải ra ruộng ngoài mà. Anh coi. Đây nè. Cái này là của Easygo. Em ủng hộ anh ghê chưa? Điện thoại. Được rồi, được rồi. Em tự xóa. Được. Xóa cho sạch nha. Để anh dọn dẹp giùm em. Ê, không cần, không cần. Em tự thu dọn được rồi. Không cần anh giúp thật sao? Không cần. Wow, nhiều dữ vậy. Hoàng, đây là áo mới của bên nhà xưởng gửi tới. Đây là gì? Đó là một chấm đen. Kêu họ may cái khác. Thiết kế của tôi không có một chấm đen nào hết. Ok. Xin lỗi cô nha. Cô cũng đừng buồn. Cô tới nói với họ nhẹ nhàng thôi. Ông Hoàng, tôi hiểu mà. Cô ấy muốn có thiết kế đẹp. Đó là điều cần thiết. Nhưng mà dưới ánh sáng quá mạnh thì rất dễ nhìn thấy khuyết điểm. Huống chi đây chỉ là một chấm đen nhỏ thôi. Tôi biết rồi. Cô cứ về đi. Dưới ánh sáng mạnh không thấy vết xước. Nhưng mà vết xước trong lòng của con lại không cần ánh sáng. Yến Nam, không được thì buông tay đi con. Có rất nhiều chuyện tuy không thể bỏ qua được, nhưng cũng không thể cưỡng cầu. Thật ra chúng ta cũng quen biết nhau lâu rồi. Có những chuyện em rất muốn được nói với anh. Yến Nam à, anh xin lỗi. Có gì nói sao nha. Bà nghỉ ngơi trước đi. Con cần chưa làm việc xong. Yến Nam, con xem.
Như vậy là tuyệt vời lắm rồi. Thật đó. Nhưng con cảm thấy mình đã sai rồi. Yến Nam à, từ trước giờ con cứ nghĩ rằng không ai có thể chen vào giữa hai tụi con. Hơn nữa Nghiêm Lịch anh ấy cũng sẽ luôn đứng ở nơi đó chờ con. Tụi con có đến với nhau hay không chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng bây giờ xem ra hình như con đã quá tự tin rồi. Ba hả? Tôi phải phát triển sự nghiệp thì lúc nào cũng được, nhưng còn tình yêu thì không phải. Nó có thể bỏ mình mà đi. Con gái ngoan, bất cứ lựa chọn nào cũng có được và mất. Có thể mất đi thì e là ngay từ đầu đã không thuộc về con. À, con gái ngoan, con xem, con dựa vào cố gắng của mình đạt được thành tựu mà bao nhiêu người không đạt được. Trước giờ ba luôn hãnh diện vì con. Nhưng còn duyên phận là điều duy nhất không thể nỗ lực mà có được. Được rồi, con đừng khóc nữa ha. Nghiêm Lịch thật là quá đáng mà, còn dám động vào điện thoại của tôi nữa. Cô làm sao vậy? Anh coi, anh ấy xóa app tôi tải về rồi nè. Vậy là tốt quá rồi, rất có phong thái bạn trai. Không phải là vấn đề phong thái, chuyện này liên quan tới vấn đề riêng tư của tôi mà. Đây không phải là vấn đề riêng tư, rõ ràng là muốn độc chiếm người con gái họ yêu thương. Tôi nghe người ta nói á, yêu thì phải cho người ấy không gian và cho người ấy được tự do. Anh là người độc thân còn dám nói đàn ông thích độc chiếm. Chừng nào anh có bạn gái rồi á mới nói chuyện này với tôi đi. Ừ, cô uống lộn thuốc súng rồi hay sao vậy hả? Cô chờ tôi đi với coi. Về rồi hả Cao Dương? Em tới đây một lát. Không thèm. Tới đi mà, anh có đồ đưa cho em. Anh không cần nói gì hết. Dám lén nhìn điện thoại của em là không tha thứ được. Nè 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 nè. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo. Sư tử con. Em thích không? Ừ. Còn cái khác đâu? Cái khác nào? Thì những thứ ở trong giỏ hàng của em đó. Anh đâu có biết. Chắc chắn là anh muốn tạo bất ngờ cho em nên cố tình giấu rồi đúng không? Không có thiệt mà, chỉ có cái này thôi. Được rồi, nhận được quà bất ngờ của anh là em đã mãn nguyện lắm. Ê, phải rồi, không phải anh ghét em tiêu xài phung phí lắm hay sao? Sao chủ động tặng túi xách cho em vậy? Anh có thể tặng tùy thích, nhưng em không được mua tùy ý. Em biết rồi, nếu như em muốn mua gì thì mua, thì anh còn có cơ hội xóa bỏ mớ đồ trong giỏ hàng của em mà. Em không còn tùy tiện mua đồ lâu lắm rồi, vậy mà không khen em một tiếng nào. Được rồi, anh biết em ngoan lắm rồi mà, nên mới tặng quà đó. Cảm ơn anh. Phải rồi Cao Dương. Nghe nói qua một thời gian nữa, học viện thiết kế của em học sẽ mở thi thiết kế. Sẽ có rất nhiều nhà thiết kế và quản lý cao cấp của các công ty lớn. Họ sẽ ngồi vào ghế giám khảo. Vậy em có thể tham gia được không? Tất nhiên anh muốn em tham gia rồi. Vậy nếu như em thắng cuộc thi đó thì anh có đi chơi với em không? Em có nhiều chỗ muốn đi lắm, anh có chịu đi cùng em không? Tất nhiên là có. Vậy em tham gia. Tặng cho anh đó, tôi nhìn thấy nó là thấy khó chịu. Là cái gì vậy? Mái cán mì. Không lẽ cô tính tặng cái này cho Nghiêm Lịch luôn đó hả? Đây
đây là món quà sinh nhật bất ngờ sao? Đương nhiên là không phải. Đây là cái thứ mà tôi mua từ trước rồi giấu ở trong phòng đó. Hôm nay tôi dậy sớm đem nó vào bếp, tính tự tay làm một chén mì tình yêu để mừng sinh nhật anh ấy. Tôi tính tạo sự bất ngờ, ai ngờ lại bị phát hiện. Vậy sao cô không làm? Anh có từng dùng máy cán mì chưa? Tôi nói anh biết, muốn dùng cái này thì phải có ít nhất là 4 người. Một người thì đứng quay liên tục, nếu như không thì mì sẽ không ra. Một người thì phải giữ cái máy này, nếu không nó sẽ bị rớt. Một người thì phải đứng ở phía trên đổ bột vào, nếu không bột sẽ bị tắt. Người cuối cùng phải đứng ở phía trước để hứng mì, nếu không mì sẽ rớt xuống. Anh muốn sử dụng nó một lần thì phải cần tới 4 người cùng nhau hợp sức. Một mình tôi thì làm sao làm được chứ? Ai kêu cô thấy cái gì cũng mua về hết. Cái máy này bất tiện thấy mồ luôn hả? Ra chợ mua mì tốn có 2 tệ, trong khi đó cô phải nhịn ăn mấy bữa để mua cái này. Dù sao á, mấy chuyện kỹ thuật cao như vậy thì cả đời này tôi cũng chịu thua. Vì không thể lãng phí cho nên tôi mới đem tới cho anh. Cô cần phải biết được nhược điểm của mình trước. Cả mì gói cô còn không biết nấu mà còn đòi làm mì thủ công. Mua một cái bánh kem là xong rồi. Ngay cả bơ thực vật hay bơ động vật mà anh ấy cũng đặt ra yêu cầu khắt khe. Thì anh nghĩ anh ấy có ăn bánh kem hay không chứ? Ê, vậy thì tối nay cô có sắp xếp tiết mục gì khác không? Đương nhiên là có rồi. Chuyện lúc sáng coi như là thất bại, cho nên tối nay nhất định không được sai lầm. Lúc quan trọng thì phải đề phòng tất cả các tình huống. Tôi nhất định phải làm cho anh ấy một ngày sinh nhật khó quên. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Sao tan ca sớm vậy? Cao Dương muốn tổ chức sinh nhật cho anh nên về sớm. Wow. Em nhớ lúc trước anh sẽ không muốn tổ chức sinh nhật. Xem ra năm nay là năm đặc biệt của anh. Tổ chức ở đâu? Ở khách sạn Westin. Anh nghĩ cô ấy đã đặt bàn bữa tối dưới ánh nến. Anh không có hứng thú với mấy cái này, nhưng mà đó là tấm lòng của cô ấy, cứ tùy cô ấy đi. Anh đi đi, đừng tới trễ. Buổi họp mặt fan của ban nhạc hát ưng. Sao em còn đứng đây? Không phải kêu anh lên lầu đợi sao? Em muốn đích thân tới đón anh. Đó là gì vậy? Ê, anh đừng có hỏi nhiều quá. Nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt? Ừ. À, anh cầm giùm em nha. Ừ? Túi nè. Được. Không được nhìn lén đó. Được. Có cần bí mật tới vậy không? Đã là bí mật thì phải chờ tới lúc cuối cùng mới có thể nhìn thấy được chứ. Xong rồi, đi thôi. Đi bên này hả? Phải đó, cẩn thận nha. Em dìu anh. Từ từ thôi, từ từ. Em dìu anh. Cậu cẩn thận. Rốt cuộc đây là đâu? Không nói anh biết đâu. Không nói anh biết. Anh có thể tháo khăn chưa? Không được. Không được à? Anh chờ một chút nữa đi. Chỗ này rốt cuộc là chỗ nào vậy? Anh đã biết rồi. Em tổ chức một buổi tiệc cho anh có đúng không? Anh nhìn thấy tiệc sinh nhật hơn 200 người chưa? Còn có ban nhạc mà anh yêu thích nhất hát chúc mừng anh nữa đó. Sao hả? Anh có bất ngờ hay không? Có vui không hả? Rất vui. Anh phải đi ra ngoài một lát. Vừa mới bắt đầu thôi mà anh đi đâu vậy? Anh sao vậy? Anh cảm thấy không được khỏe. Anh không khỏe chỗ nào? Anh có sao không? Nghiêm Lịch, anh đừng dọa anh em mà. Anh bị sao vậy Nghiêm Lịch? Nghiêm Lịch. Nghiêm Lịch đừng làm em sợ mà. Nè Nghiêm Lịch, anh nhìn em đi Nghiêm Lịch. Mau chạy, chạy đi. Chạy đi. Mẹ ơi. Chị mẹ ơi. Chạy đi.
mẹ sẽ bảo vệ con. Dạ, đừng sợ đây. Đừng sợ mà. Nghiêm Lịch à, anh nhìn em đi Nghiêm Lịch. À, sao vậy Nghiêm Lịch? Anh nhìn em đi mà. Anh đừng có hù em mà, anh nhìn em đi. Nghiêm Lịch. Không được. Anh bị làm mặt. Sao vậy? Chống mặt. Hả? Nghiêm Lịch. Nghiêm Lịch. Nghiêm Lịch à. Alo. Alo Nghiêm Lịch. Chuyện nào mà anh Nghiêm Lịch bị à, Nghiêm Lịch. Nghiêm Lịch. Hai người đang ở đâu vậy? Alo. Nghiêm Lịch à. Nghiêm Lịch. Nghiêm Lịch đã tỉnh lại đi. Alo. Alo. Nghiêm Lịch. Bác sĩ. À, chào cô. Tình trạng của anh ấy sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không? Lúc nãy chúng tôi đã chụp CT của bệnh nhân rồi. Các cơ quan trong người cô ấy đều rất tốt, không có vấn đề gì hết. Nếu như không có vấn đề gì, sao tự nhiên một người khỏe mạnh lại bị ngất xỉu như vậy chứ? Theo lý thuyết mà nói thì nếu như thiếu máu, huyết áp thấp đều có thể dẫn tới hiện tượng giống như vậy. Hoặc có thể nói là khi cô ấy tới những nơi đông người, nồng độ khí CO2 sẽ khá cao, nên dễ khiến não thiếu oxy. Tôi cũng đang ở đó, sao tôi không bị nghẹt thở? Hơn nữa ở chỗ đó có rất là nhiều người, nhưng mà không có ai bị ngất xỉu như anh ấy hết. À, cô là người nhà của cậu ấy hả? Tình trạng của cậu ấy cần có người nhà bệnh nhân tới đây nói chuyện. Chúng tôi muốn biết bệnh án của cậu ấy, sau đó mới có thể quyết định là có nên dùng cách khác để kiểm tra hay không. À, bác sĩ, không cần kiểm tra đâu. Anh ấy rất khỏe mạnh. Anh ấy bị xỉu không phải vì sức khỏe. Chị Yến Nam à, sao chị biết được? Tại sao tôi lại không biết chứ? Trong hai người thì rốt cuộc ai là người nhà của bệnh nhân vậy? Tôi là bạn gái của anh ấy. À, nếu như cô là bạn gái của cậu ấy, vậy thì cô có biết được lúc trước cậu ấy có từng xảy ra chuyện này hay chưa? Nếu như đã bị thì đã bị mấy lần? Có phải cậu ấy đã bị rối loạn chức năng gì hay không? Nếu như không phải vì vấn đề sinh lý thì có phải là bởi vì cậu ấy từng gặp tổn thương về tâm lý hay không? Chuyện này anh ấy... Sao vậy? Cô không biết cái gì hả? Tôi... Hay là vậy đi, cô có cách liên lạc với người nhà của cậu ấy hay không? À, ý tôi là người hiểu về bệnh tình của cậu ấy đó. Bác sĩ, tôi là người hiểu rõ bệnh tình của anh ấy nhất. Sức khỏe của anh ấy rất tốt. Chỉ là anh ấy mắc chứng sợ đám đông thôi. Cái gì? Sao em lại tới đây? Sao anh không chịu coi trọng sức khỏe của mình hả? Rõ ràng anh biết là mình không thể tới những nơi đó thì tại sao còn đi chứ? Chỉ là một buổi tiệc sinh nhật thôi mà. Thật ra không phải chuyện gì lớn, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà. Anh cũng biết có bao nhiêu chuyện bắt nguồn từ ngoài ý muốn hay không? Cũng may hôm nay không xảy ra chuyện gì, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Em thật sự không hiểu được. Ngay cả lễ tân của công ty anh còn biết anh không thích những nơi đông người mà. Vậy tại sao cô lại không biết? Tôi cũng biết là anh ấy không thích những chỗ đông người. Nhưng mà tôi thật sự không ngờ lại nghiêm trọng tới như vậy. Hơn nữa tôi cho rằng không thích đi không có nghĩa là không thể đi. Hai người yêu nhau không phải chỉ cần ăn uống vui vẻ là được, mà còn phải biết thay đổi vì đối phương. Nghiêm Lịch đã thay đổi vì cô rất nhiều. Cả người ở bên cạnh anh ấy như tôi còn cảm thấy cảm động. Vậy còn cô? Nếu như cô chịu trả giá vì anh ấy nhiều một chút thì hôm nay không xảy ra chuyện như vậy rồi. Thôi mà Yến Nam, thật ra chuyện này không thể trách cô ấy được. Tại anh không nói cho cô ấy biết. Bây giờ anh thấy khỏe hơn rồi,
Anh muốn được xuất viện, ngủ một giấc là khỏi thôi. Sẽ không đi đâu. Cao Dương, em đừng đi. Cao Dương, em đừng đi. Cao Dương, em đừng đi mà. Cao Dương, Cao Dương. Có cảm thấy bây giờ trong công ty anh ai ai cũng cảm thấy lo lắng bất an hay không? Anh rất bình thường. Em thấy anh nên lo đi. Bây giờ bên ngoài đang đồn đại Ichigo các anh không có đủ tiền để thanh toán cho các nhà cung ứng. Em không biết chuyện này có thật hay không, nhưng nếu như là sự thật thì lớn chuyện rồi đó. Không lẽ anh muốn chờ chủ nợ mò tới đây để đòi tiền thì mới bắt đầu lo lắng sao? Em cũng biết anh vẫn đang rất cố gắng tìm kiếm nhà đầu tư, nhưng mà với tình hình bây giờ, người ta không dậu đổ bìm leo là may mắn lắm rồi, anh hiểu không? Muốn tìm đầu tư không phải dễ đâu. Em không hiểu nổi tại sao anh cứ từ chối chuyện gì yên đầu tư chứ. Dì ấy là dì của anh, dì ấy không hại anh đâu. Em có biết cổ đông lớn nhất của đầu tư Dĩ Lai là Nghiêm Yên Nhiên không? Dì ấy làm ở địa ốc Cao Thị 18 năm, bây giờ Cao Thị phá sản. Kết quả trong tay của dì ấy có rất nhiều tiền, thậm chí có thể mở công ty đầu tư. Em không cảm thấy chuyện này rất lạ sao? Biết đâu dì ấy có một quỹ tiền riêng thì sao? Anh không có chứng cứ thì làm sao lại khẳng định tiền của dì ấy là không sạch sẽ chứ? Lương tâm của chúng ta chính là chứng cứ tốt nhất. Anh không muốn lừa người gạt mình, càng không muốn hùa theo dì ấy. Không phải em cũng đang làm việc theo lương tâm hay sao? Em đã làm cái gì? Thiết kế của Cao Dương đã được đánh giá rất cao. Nếu như không có em giúp cho cô ấy, đề cử cô ấy, thì có bao nhiêu người sẽ thấy được thiết kế đó? Yêu quá ha. Bản thân anh đã sức đầu mẻ trán mà còn lo cho cô ấy. Cho dù tụi anh ở bên nhau hay không, anh vẫn luôn dõi theo cô ấy. Nếu anh đã quan tâm tới cô ấy thì tại sao không chúc mừng cổ đi? Chỉ cần biết cô ấy khỏe mạnh, vậy đủ rồi. Nghiêm Lịch đã đồng ý rồi sao? Dù sao lần này anh ấy cũng không đuổi tôi. Đương nhiên là anh ấy cũng không đuổi được. Đây là câu trả lời gì vậy? Đương nhiên là câu trả lời thật lòng rồi. Tục ngữ nó rất là hay, một cây làm chẳng nên non. Với lại một người cô độc như anh ấy nên sửa đổi tính cách. Nói tóm lại, cho dù anh ấy có đồng ý hay không, tôi vẫn làm những chuyện mà tôi cho là đúng. Vậy thì cô sẽ làm thế nào? Tôi muốn thừa dịp tên tuổi của tôi vẫn còn đang được chú ý để giúp Ichigo tuyên truyền quảng cáo. Đương nhiên, dựa vào sức của một mình tôi thì mãi mãi không thể đủ được. Cho nên tôi muốn nhờ chị giúp đỡ. Không biết chị có đồng ý hay không? Nhìn thấy Nghiêm Lịch như vậy, tôi cũng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mà cô cũng biết, dù gì tình bạn cũng không bằng tình yêu. Anh ấy không nghe tôi. Nếu như cô có biện pháp gì tốt thì tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn chị Yến Nam. Tốt quá rồi.
Hèn gì nghiêm lịch nói cô rất hay nhiệt tình. Tôi còn mời được vài người giúp đỡ. Nào, chúng ta đi gặp bọn họ đi. Đi thôi. Đây là bạn của tôi, Diệp Tổng. Thì ra là hai người. Trong quá trình chúng tôi đấu với Nghiêm Lịch đã nảy sinh tình nghĩa bạn bè. Anh ta là đối thủ mạnh nhất của Bách Quá Thần Minh, cho nên chúng tôi cũng không tin anh ta làm ra chuyện trái với lương tâm. Vì muốn giúp đỡ Ichigo rửa sạch oan ức lần này, chúng tôi quyết định sẽ giúp đỡ. Thứ cần từ bỏ thì phải từ bỏ, thứ cần giành lấy thì phải giành lấy. Được rồi, chúng ta đã có mặt đầy đủ. Tiểu Trần à, chúng ta chuẩn bị họp đi. À, không chờ Nghiêm Tổng hả? Con người của anh ấy vốn cứng đầu như trâu, không cần chờ anh ấy đâu. À, chào cô Quang. Phòng họp là của anh, công ty cũng là của anh, không chờ anh thì hơi lạ đó. Sao anh lại tới? Anh không tới được sao? Được rồi, mọi người có mặt đầy đủ. Em có kế hoạch gì? Em có ý định đem bộ sưu tập phồn giảng của em cho Ichigo độc quyền tiêu thụ. Lấy chuyện này làm bước đệm để Ichigo tiến hành kế hoạch phát triển xu hướng sử dụng hàng nội địa trong cả nước. Thúc đẩy hàng nội? Không phải là đi thúc đẩy mà là mở ra xu hướng mới. Ví dụ như xu hướng dùng hàng nội. Đúng vậy, người Trung Quốc nên dùng hàng Trung Quốc. Chúng ta cần phải để thế giới biết người Trung Quốc không chỉ có tay nghề giỏi mà còn có trí sáng tạo. Cho nên Ichigo nên mở ra xu hướng nội địa, xây dựng hình tượng công ty thương mại điện tử tràn đầy uy tín. Tốt quá rồi, chúng ta có rất nhiều thương hiệu nội địa đầy uy tín. Tôi có thể xin bọn họ ủng hộ chúng ta, cùng chúng ta hoàn thành sự kiện này. Phải rồi chị Yến Nam à, nếu để mọi người biết được chất lượng của sản phẩm nội địa thì cần phải tuyên truyền rộng rãi. Cho nên về mặt này thì cần nhờ các mối quan hệ của chị. Chuyện nhỏ thôi, tôi sẽ dùng mọi mối quan hệ, tốt nhất là mời những ngôi sao nổi tiếng. Tốt quá rồi, chúng ta phải có một cú lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục để Ichigo khôi phục hình tượng. Anh rất xin lỗi về chuyện của bà em. Bây giờ không phải là lúc nói lời xin lỗi đâu. Tình hình của Ichigo đã vô cùng khó khăn. Anh tính giải quyết thế nào? Anh nhất định không bỏ cuộc. Em muốn được cùng anh vượt qua chuyện này. Vấn đề của anh sẽ tự mình giải quyết. Định mệnh rất kỳ diệu, không ai lường trước được. Trong lúc em lạc lõng không còn đường để đi thì em gặp anh, là anh đã cưu mang em. Bây giờ anh đang gặp khó khăn, chẳng lẽ em lại không giúp anh hay sao? Hơn nữa lúc trước ba em thường hay nói với em rằng làm người thì nên biết uống nước nhớ nguồn. Hơn nữa chuyện của anh có liên quan tới em, cho nên cho dù là anh từ chối thì cũng vô dụng. Em sẽ không bao giờ đứng nhìn đâu. Hơn nữa, trước giờ em chưa từng quên anh.